Chị quên record mọi người ơi. Nhưng không sao, mình sẽ record từ khúc này. Rồi, thank you Pinko đã nhắc chị nha. Rồi chị tiếp nào. Mình đã bỏ mất vài khúc drama hay ho, nhưng mà thôi không sao, mình đọc lại slide mình cũng sẽ hiểu thôi. Yay. Rồi mình đi tiếp ha. Đó thì khi mọi người hỏi bản thân mình và member của mình cái câu này thì mọi người sẽ thấy được là cái exchange á, khi mà nó stop đi, nó vẫn để lại cho mình nhiều cái thứ mà mình có thể tìm tòi, mình grow, chứ không phải là mày chỉ có thể grow thông qua exchange thôi. Ừ, thì trước đây á, rất là nhiều người tin rằng là chỉ có exchange mới có thể làm cho youth grow được, và exchange có thể làm cho member grow được. Ừ. Rồi thì mọi người hỏi thêm một vài câu nữa, ví dụ như là cái tổ chức này nó sẽ look like như thế nào nếu như mà mình có thể enable được leadership experience bằng một cách khác. Rồi thế giới này nó sẽ look like như thế nào nếu như mà mình có thể enable được leadership experience bằng một cách khác. Ừ. Đó, có thể hỏi bản thân những câu như thế này để xem thử coi là cái cách mà mình nghĩ nó có khác đi hay không. Và làm sao để leadership develop được cái mental health crisis này. Thông qua cái crisis này mình có rất là nhiều cái vấn đề. Vấn đề về mental health, vấn đề về thất nghiệp, vấn đề về những cái thứ xung quanh, nền kinh tế này, các thứ. Thì làm sao để leadership development nó có thể giúp được. Làm sao để từng cái người, từng cái achievement có thể come from the kind leadership mà mình develop. Và làm sao để there is nothing mà mình có thể develop ở các bạn. Và khi mà em thấy cái moment đầu tiên khi mà mình từ một cái DNA bé xíu để mình trở thành một cái con động vật có vú, rồi sau đó thì nó phát triển thành con này con kia, xong rồi nó develop thành con người á. Thì mọi người sẽ thấy là nếu như mà mình không có take risk when it needed, là cái con DNA ở dưới biển á, nó không có lên bờ để nó tìm hiểu xem cái môi trường sống nào còn ok với nó, mình không có mình không có đi săn bắn hái lượm, mình không có take risk để mình có thể gọi là đi khám phá những cái vùng đất mới, hay là mua từ cái vùng đồng bằng, mua từ vùng núi xong xuống đồng bằng, xong rồi kiểu lan rộng dần dần ra và lan trên cái bề mặt trái đất này á, thì sẽ không có con người trong thời điểm hiện tại. Nói chung á, là từ cái gen bé xíu, từ cái DNA á, nó đã có một cái leadership ở đó rồi á. Cho nên là không có cái gì mà human than leadership nữa. Cho nên á, là there's no problems mà một cái humanity cannot solve. Và nếu như mà mình không thể solve nó thì nó được solve rồi, thì liệu nó có phải là vấn đề nữa hay không ấy. Thì mọi người có thể nghĩ theo cái cách này để mọi người thấy được là những cái leadership mà mình develop đó, nó không phải là một cái gì đó mới hết. Nó rất là con người, nó là human. Rồi, yay. Thì trong vòng 5 năm thì mình sẽ biết được là làm sao để mình có thể develop được leadership trên bất cứ một cái trường hợp nào, một cái circumstance nào, thì mình cũng có thể develop được leadership. Và chị coi một cái video mà hôm trước Alice á, chị có gửi vào trong cái group của virtual Alice á, thì chị thấy rất là bất ngờ. Tại vì khi mà chị coi video launching cái Isaac 2020, cái lúc đó là mọi người mới brainstorm để launching thôi, nhưng mà PAI nói là mình sẽ develop bằng mọi cách, whether là nó online hay là nó offline. Ngay từ 5 năm trước nữa mọi người đã bắt đầu nói những cái câu như thế này rồi á, thì chị nghĩ là trong 5 năm tiếp theo á, mình sẽ có thể develop under any circumstance. Rồi, và today á, thì mình sẽ có focus vào cái share strength và cái gì mà make mình relevance, cái value của cái action của mình, và được define bởi là how much mình có thể understand được cái true calling, là cái history của mình, cái base của mình. Đó, thì what kind of Isaac will you build?
Đây là cái end of cái section của chị rồi. Đó, để cho mọi người hiểu một chút là để mà mình có thể build được nhiều cái lớn hơn, rộng hơn, bự hơn, relevant hơn, thì mình phải hiểu, mình phải nhìn back lại, mình hiểu được cái history của mình, của cái vũ trụ này as a whole, của cái Việt Nam này as a whole, của cái tổ chức này as a whole. Đó, thì đây là tất cả những cái gì mà mọi người thấy được ở trong cái section as a cardboard case. Đó, cái base là cái history. Thì wrap up lại thì có cái point chính thôi là human của mình thì rất là young, và đất nước Việt Nam của mình bạn cũng rất là young, và tổ chức của mình cũng vậy, cũng rất là young. Chị sang Malaysia chị mới biết được là ở bên đó người ta đã thành lập được kiểu hơn 50 năm á. Xong rồi lúc mà tụi nó làm kiểu 50 năm anniversary á, xong rồi kiểu mấy bác alumni về, xong rồi gì kiểu già, xong rồi làm quan to chức lớn ở đâu, nói chung là rất là ghê gớm. Xong rồi chị nhìn thấy chị nhỏ bé xỉu luôn á. Những cái entity sang làm ở những entity già mới thấy, lúc mà chị sang làm ở Thái Lan cũng vậy. Cái alumni party của tụi nó thì toàn là những bác lớn, mà cái lúc mà họ nghe lại cái Isaac dance và họ được dance lại với những cái teammates của họ hồi xưa, có moment chị thấy họ khóc luôn á. Vì họ nhớ những cái hồi xưa đó. Nên là đừng stop learning hay growing, mình còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ là trời già rồi. Thôi bây giờ chị ơi em lên VP rồi, em già rồi, em để cho member em học. Đó, những cái câu như vậy nó rất là không được nha mấy đứa. Rồi cái thứ hai đó là understand được cái history của mình. Đó là cái cardboard case, là cái key để mình có thể build up được lên. Cái base càng vững, cái case càng vững thì cái mà mình build lên nó càng chắc. Và cái structure của cái dynamite của mình. Đó. Rồi, vậy là xong rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã tham gia session ngày hôm nay. Mình sẽ break 2 phút rồi mình vào session tiếp theo nha. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a bass boom, I'm ready. Hello mọi người.
Giả bộ vỗ tay đi mọi người ơi. Yeah. Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người tới với session tiếp theo. Đó là The Important Role of Alumni. Thì hôm nay Khanh sẽ là MC của mọi người. Thì Khanh tên là Tú Khanh. Thì Crypto qua một số engagement với Isaac. Thì trước khi vô Isaac á, thì Khanh đã là năm 2019 là đi Global Volunteer ở Thái Lan. Và lúc đó là chị Min là VP. Và đó cũng là cái touch point đầu tiên mà gặp được chị Min. Đó. Rồi xong sau này thì tự nhiên trở thành successor. Rất là bất ngờ. Rồi. Và tiếp theo thì sau khi đi TV về thì tầm tháng 3 thì Khanh apply cho Isaac. Thì tại lúc đó là Khanh đã là sinh viên năm 2, học kỳ 2 năm 2 rồi, và khá là trễ. Là lúc đó là vô newbie của consideration là sale của OGV Pen. Xong sau cái khoảng thời gian newbie thì Khanh sẽ lên là TL sale IA cũng của OGV luôn, và sau đó là trở thành VP AE OGV. Thì mọi người sẽ thấy là cuộc đời Isaac nó chỉ là gắn liền với GV thôi, và trước Isaac cũng vậy, cho nên là Khanh luôn tin GV là destiny của mình, tại vì feel impact. Ok rồi, ok, thì session hôm nay mình sẽ có hai objective chính là mọi người sẽ biết được là role của alumni đối với Isaac mình là gì, và the sustainable relationship giữa alumni và Isaac. Không biết mọi người định nghĩa về sustainable relationship sao, nhưng mà đối với Khanh á, thì nó sẽ là một cái relationship win-win và hai chiều, chứ không phải là một chỉ một bên add in cho bên kia mà không có cái back lại, cái chiều back lại á. Rồi thì trước tiên thì xin hỏi mọi người một câu, đó chính là mọi người có từng được support từ ba alumni chưa? À chết. Sorry nhé. Ok. Mọi người từng được support từ ba alumni chưa? Rồi. Ok, có. Trong trường hợp nào á? Ví dụ như alumni training cho mọi người hay là làm VC hay sao? Đó, alumni về làm guest speaker cho event. Ok. Còn gì nữa không mọi người ơi? Training. Cho facility event là mentor, masterclass, các alumni trainer. Ok. Nghe alumni kể chuyện đi GV. Ok, mọi người có thể contact tôi để nghe kể chuyện GV nữa. Gì nữa không nhỉ? Alumni hỗ trợ mentor help. Ừ, đúng. Trời ơi, đúng rồi. Ok, thì tặng quà đi GV về. Rồi thì mọi người sẽ thấy được là ok, không cần dùng từ ngữ quá cao xa và kiểu một cái từ ngữ nào để diễn tả, thì mọi người chỉ cần easily, dễ dàng nhìn xung quanh mọi người thôi, nhìn xung quanh cái Isaac journey mọi người, thì mọi người sẽ thấy là mọi người có rất nhiều touch point với alumni, và alumni cũng support mọi người rất là nhiều về cả mentor và kiểu training, equip knowledge luôn. Đây, thì mọi người sẽ thấy general, cái này là những cái scope mà kiểu mình thấy thường ngày nhất luôn, là alumni là mentor cho mình, consultant cho mình. Rồi finance knowledge, về mentorship thì khỏi nói, thì thường thì sẽ mời alumni về để training skill lại cho function member hoặc là LC member. Rồi về consultant thì có thể vì cái biggest resources lớn nhất của alumni mà mình có là tại vì alumni đã có rất nhiều experience ở ngoài rồi, và personal development thì rất là cao rồi đấy, cho là người ta có rất là nhiều những cái resource mà có thể cung cấp cho những bạn trẻ như mình, những youth, những người mà chưa đi làm, chưa có nhiều experience bên ngoài mà chỉ trong Isaac thôi, thì alumni sẽ equip cho mình một cái business perspective mà khiến cho plan của mình được realistic hơn. Còn finance thì mọi người có thể lấy một cái ví dụ mà mọi người có thể thấy dễ dàng nhất là hồi phase trước thì mình có run cái internal funding, thì đó thì alumni đã góp phần contribute vô finance của mình, làm cho mình sustainable hơn và có thể đối đầu với COVID một cách bớt struggle hơn đó. Còn network thì khỏi nói luôn, tại vì kiểu không biết mọi người sao, nhưng mà kiểu network á, cái
cái maybe cái why mà Khanh ở lại Isaac lâu hoặc là Khanh tiếp tục Isaac, thì đó chính là cái network. Tại vì kiểu chỉ cần một moment nào đó, chỉ cần nhắn tin cho một chị hoặc một anh alumni và kiểu em cần meeting với anh chị để support em cái này cái kia, hoặc là em cần hỏi anh chị cái gì đó, thì anh chị chỉ cần ok em gửi link meeting đi. Thì Khanh nghĩ là nếu mà ngoài Isaac thì không ai có thể hiểu được những cái từ ngữ đó, gửi link meeting hay là gì đó, gửi calendar đi. Và đó là những cái moment mà cảm thấy rất là connect với Isaac và cũng connect với alumni. Ok, hoặc là Khanh cũng thấy có nhiều case là kiểu các bạn ở trong Isaac á, mấy bạn hay tham gia các cuộc thi. Nhưng mà nếu mà không có một cái alumni network á, thì mọi người sẽ không khó tìm được một cái mentor pool cho mình. Thì alumni vẫn sẵn sàng giúp mọi người, mentor mọi người. Nó không phải là chỉ trong operation trong Isaac nữa, mà nó còn là career path của mọi người nữa cho sau này. Đó, thì nó rất là clear về câu chuyện là alumni có thể support mình cái gì. Thì mọi người sẽ thấy là đối với riêng cá nhân mỗi người và đối với operation, đối với Isaac as a whole, thì alumni rất quan trọng ở rất là nhiều mảng. Cho nên là mình sẽ thấy được là impact của alumni along the way journey luôn. Rồi, vậy thì mọi người sẽ cái sự impact của alumni đối với mình nó rất là clear. Nó rất là clear và nó thể hiện ở tất cả mọi mặt mà mọi người có thể thấy được. Vậy thì bây giờ mình sẽ xem là vậy thì mình có thể give được gì cho alumni. Thì mọi người nghĩ là mình có thể give được gì cho alumni hay không? Ok. Tại sao Khanh lại hỏi câu này? Tại vì hồi mà Khanh mới lên VP AE á, thì đây là một trong những biggest concern nhất lúc mà trong đầu nghĩ ra. Tại vì kiểu những cái benefit mà alumni đưa cho function, đưa cho LC thì nó rất là rõ rồi á, nó rất là clear, mình không cần phải đặt câu hỏi nữa. Nhưng mà lúc mà lên VBAA á, xong cái kiểu mình có thể deliver gì cho anh chị, tại vì anh chị đã quá excellent rồi, anh chị personal development anh chị có đủ rồi, leadership quality anh chị cũng đã có đủ rồi, vậy thì anh chị cần gì ở em và em có thể deliver được gì. Và đó là cái câu hỏi lớn nhất mà lúc mà Khanh lên VP và phải nghe tin là phải lead cái function suốt một năm đối với alumni. Không biết mọi người có vậy không? Mọi người có the same question không? The same câu hỏi không? Hay chỉ một mình tôi thôi? Có, yeah. Đó, lúc đó cũng rất nhiều người hỏi. Yeah, ok, I'm not alone. Đó. Đó, thì lúc mà Khanh mới lên VB thì đó là một trong những cái câu hỏi lớn nhất trong đầu mà nó stuck ở đó. Thì trong lúc đó thì Khanh quyết định là không phải không được, mình phải đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này thôi. Tại vì nếu mà mình cứ stuck ở đó và mình không biết là deliver cái gì á, thì function member mình sẽ stuck theo. Và kiểu trước khi mà mình nói bất cứ cái plan hay bất cứ cái ambition, direction gì của mình á cho member, thì mình phải clear trước đã. Mình phải clear cái mình muốn là gì và objective là gì đã, thì mới lead được function, mới plan được với member mình. Ok, thì hôm nay Khanh sẽ kể một câu chuyện cho mọi người nghe về việc là làm sao Khanh tìm được câu trả lời cho riêng mình. Và kiểu ok, con tim tôi chấp nhận câu trả lời đó rồi. Đó, thì cái não thông thì mới đi được, đúng không? Rồi, thì tại thời điểm đó, tại sao Khanh bị stuck? Thì như Khanh nói với mọi người á, là một cái relationship mà đối với Khanh nó sustainable khi mà cả hai người cùng add in cho nhau. Thì tại thời điểm đó Khanh chỉ nhìn được cái khía cạnh là alumni có thể add in được gì cho mình thôi, và nó rất nhiều. Nhưng mà Khanh không nhìn được cái khía cạnh là mình có thể add in được gì cho alumni á. Chẳng lẽ mình đi deliver leadership quality cho các anh chị, trong khi các anh chị đã được train cái đó rồi. Và kiểu đối với Khanh, alumni đã đủ excellent rồi. Thì lúc đó thì Khanh cái những bằng cách nào để solve được cái câu hỏi này, thì Khanh sẽ đi bưng cái câu hỏi này, gặp ai cũng hỏi cái đó hết. Mọi người sẽ nghe tiếng chip chip mà tiếng điện thoại nhà Khanh nên là không cần quan tâm nha. Đấy, thì bưng cái câu hỏi này đi hỏi tất cả mọi người luôn, là mình đưa được gì cho alumni. Thì mọi người cũng kiểu trả lời nhưng mà kiểu sắc sắc sao, kiểu vẫn không được satisfy lắm.
Và Khanh cứ bưng cái câu hỏi đó đi hỏi khắp nơi, và tới khi nào mà tìm được câu câu trả câu hỏi cái câu trả lời mà mình cảm thấy là ok, thỏa mãn, thông suốt là được. Phải tin được là mình có sustainable relationship với alumni, thì xong rồi có Khanh solve được cái câu trả lời này hồi trước Tết thôi, đó là lúc mà đi I-Lead. Thì đi I-Lead thì Khanh có một cái buổi gọi là dinner with chair, thì in case mọi người có ai không cho I-Lead thì mọi người sẽ thì equip cho mọi người một xíu là chị chair trong I-Lead đợt vừa rồi của mình là chị Trâm, và chị đó là MCP của Isaac Việt Nam rất lâu rồi, và chị đó sinh năm 1990, tức là lớn hơn Khanh 10 tuổi, là 10 tuổi là một thập kỷ rồi đó, tức là rất là lâu, và kiểu chị cũng rất là lớn hơn mình rất là nhiều. Rồi không lúc mà chị giới thiệu á, chị sinh năm 1990 và chị là MCP, rồi chị từng là alumni của HCMC với photo HCMC nữa. Sau đó mình rất là wow, kiểu trời tại sao có một chị mà đã rời Isaac lâu như vậy rồi mà có thể kiểu mọi người có thể tìm được mà engage chị được vậy, mà còn engage as a chair của một national conference nữa. Thì lúc đó kiểu rất là thắc mắc và kiểu làm sao được vậy, chẳng đi hỏi chị Min làm sao mời được đấy. Xong cái có một đợt là dinner with chair, thì lúc đó là Khanh vô cái meeting với chị và có một cái conversation với chị. Thì lúc đó hai cái câu hỏi đầu tiên mà nhào vô hỏi chị đầu tiên đó là chị nghĩ sao về alumni engagement, và chị nghĩ là tụi em có thể deliver cái gì cho alumni được. Thì lúc đó chị cũng chị trả lời luôn là chị cảm thấy alumni engagement rất là hay và nó nên implement sớm hơn rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ bỏ qua những cái rất là material. Thì kiểu alumni engagement nó align với roadmap của Isaac 2025 đi. Thì kiểu đối với youth đó, đối với mình đó, đối với những bạn membership trong Isaac thì mọi người còn trẻ, cho nên là mọi người chưa có gì hết, mọi người chỉ có tuổi trẻ mọi người thôi, mọi người chưa có tiền, mọi người chưa có reputation, mọi người chưa có career. Thì cái mà mọi người achieve được cái đó là mọi người vào Isaac và mọi người có những cái personal development của riêng mình in terms of experience hoặc là các skill mà mọi người làm được trong Isaac. Cho nên là cái mọi người, cái why, cái reason mà mọi người vô Isaac là chỉ đơn giản là mọi người muốn develop chính mình thôi. Nhưng mà đối với alumni á, thì người ta khác mình, người ta đã có những cái đó rồi, người ta đã có tiền, người ta cũng có reputation rồi, người ta cũng có sự nghiệp ổn định rồi, và người ta hoàn toàn có thể kiếm cái experience đó bên ngoài Isaac, và Isaac cũng không phải là cái ideal organization của người ta nữa để develop person development. Cho nên là đối với alumni á, thì mình cái needs của alumni không phải là mình deliver những gì quá quá sôi thịt như là từ đầu Khanh nghĩ. Thì đối với chị nói là đối với alumni thì người ta chỉ cần một cái nơi để recall memory thôi, tại vì và cần một cái youth spirit, tại vì alumni thì đôi khi có những alumni không còn là youth nữa, mà youth spirit đối với người ta là một cái biggest motivation để các anh chị keep going. Tại vì ở trong Isaac thì mọi người sẽ thấy là mọi người còn là youth, cho nên mọi người dám challenge, mọi người dám thử thách, mọi người dám làm bất cứ thứ gì miễn sao mà mình develop là được. Nhưng mà khi mà alumni lớn rồi, người ta không còn có cái courage đó nữa, thì người ta chỉ cần seek for cái đó thôi, và nó invisible, mọi người không thể thấy được, mọi người không thể thấy được như những cái mà alumni offer cho mình, như training, mentor. Rồi với cái thứ hai nữa đó là đôi khi alumni cũng chỉ cần có một cái moment sống trong một cái ideal environment, một cái respectful environment thôi. Tại vì kiểu chị cũng có kể là khi mà chị đi làm bên ngoài, đi làm mấy cái công ty đa quốc gia này kia, hoặc là những cái công ty tư nhân trong nước chẳng hạn, thì không phải công ty nào nó cũng có material để form một cái team như thế nào. Ví dụ như trong Isaac á, thì mình có PDB cho personal development, mình có O2O, mình có team standard. Thì những cái đó để build ra, để form một cái team nó perfect, để mọi người respect lẫn nhau, mọi người hiểu được teammate mình, để mình có thể work một cách tốt hơn trong 6 tháng.
Nhưng mà ở công ty bên ngoài thì người ta sẽ còn những nhiều cái tác động hơn. Và người ta cũng không có chú trọng quá về cái đó nữa, không có chú trọng giữa relationship với nhau nữa. Thì ok, đôi khi là alumni chỉ cần come back lại, work với youth lại, work với MC team lại để tìm được cái environment đó, tìm được một nơi mà thật sự respect từng người thôi. Và cuối cùng đó chính là chị nói là ok, thì khi mà alumni contribute ngược lại cho Isaac đó, thì đó là moment mà chị cái gì? Trả lại hả? Biết ơn, trả ơn cho Isaac thôi. Tại vì và cái đó Khanh khá feel được, mặc dù cũng chưa leave Isaac. Kiểu giống như là trước khi vào Isaac á, là mình chưa là gì hết, mình cũng không có skill gì hết, chưa được develop gì hết. Mình là một người rất là raw á. Xong rồi sau khi vào Isaac thì mình được chạy này chạy kia, được có teammate, được có leader, có team member, thì mình có rất là nhiều thứ. Và Isaac không offer mọi người điều đó, nhưng mà Isaac experience, mọi người làm trong Isaac thì Isaac sao? Thì cái experience đó sẽ khiến mọi người stronger hơn, và mọi người hiểu bản thân mình hơn, và mọi người có nhiều skill hơn, nhiều competent skill hơn. Thì cái moment đó sẽ khiến cho mọi người, khi mà mọi người ra trường, khi mà mọi người leave Isaac á, thì cái starting point của mọi người, cái background của mọi người đã hơn rất nhiều competitor khác rồi. Và cái đó không có khó cãi được á, vì nó rất là clear. Và mọi người có thể approach các anh chị từng làm trong Isaac, thì họ sẽ kể cho mọi người nghe về cái đó. Thì cái đó là cái mà Isaac offer cho mình rất nhiều sau khi mình leave. Thì khi mà Isaac đã tạo nên một cái better version của mình rồi, thì khi mà mọi người trở thành một cái người successful person trong tương lai rồi, thì mọi người cũng phải nhớ nơi mình bắt đầu. Đó, là chị nói như vậy, là kiểu chị muốn contribute ngược lại và khiến cho cái organization này nó sustainable hơn về mặt talent, kiểu về mặt mindset. Yeah. Thì đó là những cái câu chuyện mà chị nói với Khanh. Xong lúc đó thì đó là cái câu trả lời mà kiểu cảm thấy satisfied nhất. Và kiểu cảm thấy là ok, mình solve được cái concern trong đầu mình rồi, là mình biết được là the sustainable relationship giữa alumni và Isaac như thế nào rồi. Chẳng qua là need mỗi người khác nhau thôi. Và không phải là cái ai cũng cần những cái quá sôi thịt như mình, cần experience, cần skill. Vì mỗi người có một cái context khác nhau. Ok. À, rồi đây, thì đây, đối với Khanh, sustainable and win-win relationship là mỗi người có thể satisfy the need của nhau. Thì ví dụ như là alumni, thì alumni có thể provide cho mình những cái expertise, những cái knowledge, những cái advice mà alumni có được, vì cái biggest resources của alumni có là những cái skill mà alumni đã từng trải qua trong và ngoài Isaac luôn. Còn đối với Isaacer thì Isaacer sẽ như một cái youth spirit và respectful environment cho alumni, cũng như là appreciation hay là memory call. Và chị Trâm cũng có nói với Khanh là đôi khi có rất nhiều alumni muốn engage lại với mọi người, không phải kiểu khi mà mọi người không thấy alumni nào approach mọi người á, thì nó không phải là alumni không muốn approach mọi người, mà là alumni không biết làm sao để approach mọi người, và cũng không biết approach ai, hay là có cái position gì cần mình hay không, tự nhiên mình nhào vô đó, kiểu vậy. Cho nên là nói lúc mà nghe chị nói xong rồi kiểu cảm thấy touching kiểu thiệt hả. Đó lúc đó là kiểu cảm thấy là mình đã solve được rồi, và mình move on thôi, mình biết phải làm gì cho function rồi, cho LC rồi. Yeah. Đó là câu chuyện của tôi trên con đường mới chập chững là VBAE nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Ok. Thế là xong rồi. Ok, cảm ơn Khanh. Có ai có Q&A câu hỏi gì cho Khanh không? Không thì mình sẽ break nữa nha. Uyên ơi, sắp tới section của em á, thì em share màn hình á, share cái chỗ Are You Ready này luôn.
Tôi cũng muốn được engage. Ok. Chị engage Long đi. Việt Nam alumni for tu Sài Gòn. Chị cũng là alumni for tu Sài Gòn nè. Đúng rồi. Proud of alumni quá đi. Ok, rồi. Uyên ơi, em có đó không? Anh ơi, bỏ share màn hình đi để mình share. Em share luôn cũng được á. Em share rồi em ok luôn. Em đang không share được vì... Em cứ bấm continue thôi. Rồi, bây giờ Uyên phần tin tiếp theo sẽ share màn hình cái màn hình break nha mọi người. Nên là mọi người có thể đi... đi tè, đi tập thể dục một chút, đi uống nước. Ừ. Rồi break nha mọi người ơi, break nha. Đi đi break đi không mệt. Nghe tiếng không chị Min? Chị nghe, chị nghe. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shake like money.
Hello mọi người. Yay. Yay, welcome back people ơi. Bác chưa mọi người. Yeah, welcome mọi người đã tới với section Boom Dynamite. Yay. Đúng rồi, dây nhiều lên mọi người. Và tôi Hà Nội đâu rồi, lên support chị Uyên của chúng mày nào. Rồi, cảm ơn Giang và Chí Nghĩa nha. Ok, rồi xin giới thiệu lại là Min đây. Hôm nay mọi người sẽ gặp Min hơi nhiều. Thôi mình sẽ giới thiệu một vài cái phát khác nhé. Đầu tiên thì xin giới thiệu mọi người, chị là người Việt Nam. Chị là cung sử nữ và chị rất là love section. Chị rất là thích làm Farsi mọi người. À, chị sẽ apply làm Farsi. Chị làm Farsi đủ thứ trên đời hết. Hồi xưa lúc mà ở LC thì chị làm Farsi kiểu mấy chục cái section ấy. Xong rồi sau này thì chị apply làm Farsi ở Myanmar. Chị làm Naco Myanmar. Xong rồi chị thì mới tốt nghiệp. Đây là tấm hình tốt nghiệp xinh đẹp của chị với member của chị. Đúng rồi. Part time uni, full time Isaac cho mọi người. Tưởng chị người Mỹ. Chị người Mỹ mà. Chị Mỹ Tho. Rồi, sinh nhật của chị thì là sinh nhật của Việt Nam luôn. Nên là thường ngày đó thì tất cả mọi người đi về. Và chị chị sẽ là chị sẽ một mình. Chị sẽ không có ai celebrate hết. Nhưng mà chị sẽ thường gì ta nói đùa với bản thân là mọi người treo cờ lên để ăn sinh nhật chị. Nên là thôi cũng vui. Chị rất là nghiện số. Bình thường thì chị rất là ghét số, chị không biết tại sao. Nhưng mà khi mà chị xỉn thì chị sẽ rất là nghiện số. Kiểu chị sẽ nói tất cả những cái số trong đầu chị ra. Ví dụ như là số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại crop, số điện thoại ba má, số passport. Đó là một vài fun fact về chị. Tiếp theo là Farsi, câu Farsi của chị ở đây. Yay, hello mọi người. Thì hôm nay Uyên sẽ là câu Farsi của Min ngày hôm nay. Thì chắc là bắt đầu một chút đi. Thì mọi người thường giới thiệu về Isaac Experience của Uyên. Thì tên đầy đủ của Farsi này tên là Phạm Phương Uyên. Và mọi người có thể gọi là Papu Q. Ok, thì Uyên vào Isaac từ Fall 2019 và làm newbie của CXP. Sau đó thì lên thẳng TL của CXP OGV sau 3 tháng làm newbie. Tiếp đến thì đến Winter 2020 thì có đặc biệt hơn một tí là trong một batch được làm đến hai vị trí TL là TL Sales và TL Marketing do cả function bị thay đổi structure. Và cuối cùng thì đang ở đây và làm LCVP của AE. Ok, thì có một cái fact special hơn một tí, đấy là chắc là Uyên đã làm cả 3 vị trí TL trong cái customer journey của OGV và cũng stick đến OGV đến bây giờ. Và cũng như mọi người thì làm được 4 batch ở Isaac, tức là 2 term thì đến 3 term, à 3, 3 batch bị dính COVID. Và vẫn đang khá là struggle với nó. Struggle với nó, ok. Thì hôm nay sẽ là cô Farsi của chị Min. Với session là Alumni Engagement và Boom Dynamite. Ok, thì objective của session ngày hôm nay thì sẽ có hai cái. Thứ nhất thì mong mọi người sẽ got được cái big picture của cả commission mình. Thì sẽ gồm AE role, stakeholder và direction của MC. Cái objective thứ hai thì đấy là mong hơn 60 con người ở đây sẽ catch được cái AE 2122 spirit để mình có thể move forward cho ít nhất là 6 tháng tới. Ok, thì mình sẽ start với cả một cái bức vẽ khá là to lớn, một cái bức vẽ khá là to lớn về commission của mình nha. Thì đây là một cái hình khá là fun mà chắc là một số bạn đây cũng sẽ nhìn rồi nếu mà là member của Uyên. Thì đó, thì mọi người có thể thấy là một cái keyword mà chắc là năm vừa rồi cả thế giới đều phải search trên Google. Đấy là một cái ảnh hưởng tất cả mọi người ấy. Thì mình đang bị rượt đuổi về cái keyword đấy. Đó. Thì đó chính là COVID-19. Mọi người đã thấy xuất hiện rất nhiều. Thì đây là chúng ta, trái đất là chúng ta. Chúng ta bị rượt đuổi bởi COVID-19 và
Nó hỏi bọn mình là train or die. Đấy là một câu hỏi đặt ra là train or die. Thì tất cả bọn mình đều đang ngồi đây nên chắc chắn là mọi người đều không chọn die, right? Ờ, đó. Nên là bọn mình chỉ có hai sự lựa chọn. Không chọn die thì chắc chắn là chọn train. Yes. Thì mình sẽ looking towards the future một chút. Khi mà nhìn vào cái big picture mà mình chọn change, thì có bao giờ mọi người đặt ra câu hỏi là chắc chắn là khi mọi người vào đây, vào Isaac, mọi người ở OGV, thì mọi người đã start cái term của mọi người khi mà còn exchange và khi mà mình vẫn còn làm GV và có rất nhiều số, mình make rất nhiều impact, có rất nhiều realize cho đến khi mà function của mình đúng một phát chuyển thành alumni engagement, thì mọi người đã bao giờ đặt ra câu hỏi là cái AE này, cái commission AE này nó sẽ là short term hay là long term chưa? Và có một câu hỏi được đặt ra, đấy là what can we do if we cannot do exchange for a long time, even là một trong 12 năm tới mình vẫn không được làm exchange, thì lúc đấy một câu hỏi đặt ra là có một cái gì đấy thay thế không? Ví dụ như kiểu long long time ago về trước, thì có mọi người, những Isaac trên toàn thế giới, những thế hệ đầu ấy, nghĩ ra là mọi người nghĩ ra một cái system rất là chắc chắn và nó được maintain đến tận bây giờ, đấy là exchange. Thì những thế hệ sau khi mà có disruption là COVID và mình không phải chạy được exchange nữa, thì đấy, thì một câu hỏi đặt ra là liệu có một cái gì đấy thay thế cho sản phẩm exchange của mình hay không, để nó có thể continue được Isaac as a một organization mà develop về leadership. Đó, thì mọi người hãy bên mai cái câu hỏi này nha. Mình sẽ move forward tiếp. Ok. Quyên ơi, em tắt cái chỗ nhìn thấy cái hình download xuống á. Nó có một cái hình. Ok. Ok. Rồi, thì continue với Uyên những cái mà nãy giờ Uyên nói as a big picture, thì chị sẽ show cho mọi người big picture mà hồi đầu term, lúc mà chị mới start term á, thì bọn mình đã làm gì để ra được một cái big picture mà cái này được present ở Ignite cũng như là Elite rồi. Thì mình sẽ có một cái matrix. Cái matrix này thì sẽ xác định là những cái yếu tố nào, hai cái yếu tố nào là hai cái yếu tố chính nhất mà ảnh hưởng đến cái operation của mình nhất. Thì một đó là revenue generation, tại vì nếu không có tiền thì mình không chạy được. Tiếp theo á là international borders opening, là nếu mà border không mở thì mình sẽ không khó chạy operation. Thì cái khoảng thời gian đó bọn mình xác định á là mình thuộc scenario C là survival is the key. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái thứ detail bên trong mà khi mọi người có slide này mọi người có thể đọc kỹ hơn, nhưng mà nói chung á, brief sơ qua là mình tiền cũng thiếu mà border cũng không mở luôn, nói chung là mọi kiểu mọi thứ nó rất là không thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Thì mình phải đặt survival lên là hàng đầu, mình phải làm mọi thứ để mình có thể sống được. Và sau đó thì cái khoảng thời gian sau khi mà mình đã bắt đầu kiểu sao có 6 tháng để mình làm tất cả mọi thứ để mình để sống rồi á, thì mình bắt đầu ổn định dần và mình nâng dần cái lượng revenue lên. Cũng chưa nhiều đâu, nó mấp mé, nhưng mà mình cũng mấp mé thuộc vào cái ô màu vàng, là cái ô mà tạm tạm á, chưa hai nhưng mà tạm tạm á, là mình đã tạm tạm có tiền và border thì vẫn đóng. Vậy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm internal optimization. Mình làm sao để optimize hết tất cả những cái nguồn lực mà mình có trong tổ chức để mình có thể move forward được as một cái big picture. Thì đây là hai cái scenario mà mình đang trải qua trong một năm vừa rồi. Sweet. Next one đó, thì mọi người nhìn cái này chắc có vẻ quen quen. Chị không biết là mọi người đã nghe IC hay là một cái section nào đó mà launching về Isaac 2025 chưa, nhưng mà mọi người có thể search trên mạng. Thì đây là cái ba cái statement. Thứ nhất là empowering youth leaders, thứ hai là developing purposeful partnership, và thứ ba là building a long lasting Isaac. Thì mọi người sẽ thấy là nó rất là link với những cái thứ mình đang làm. Thật ra mình có nhiều bạn á, thì bạn sẽ nói là mình thay đổi vì lý do là mình muốn sống, mình muốn survive. Nhưng mà không, mình thay đổi vì nó là những cái thứ mà khó tránh khỏi, và đây là những cái thứ mà mình rất là align, và mình kiểu đi như là đi trước thời đại. Mọi người nhìn vào cái stage mình phía sau khi mà mình zoom bự ra, và cái building long lasting, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ có buy 2025, thì nó sẽ có sufficient resources to continue developing leadership for years to come. Và bên dưới nữa nó sẽ giải thích là we consciously
build on the knowledge of previous generation to move our generation forward. We ensure sustainability by creating value through our programs and empowering members to take on further roles. Ồ, thì nó sẽ nhấn mạnh rất là nhiều về previous generation. Nó sẽ nhấn mạnh là làm sao để có thể build một cái long lasting. Đó, thì mọi người sẽ thấy là những cái thứ mà mình thay đổi đó nó rất là align với những cái thứ mà AI đang đưa ra. Rồi, thì qua bên đây để cho mọi người thấy được cái sự đi trước thời đại của chúng mình, thì mình sẽ có một cái tấm hình. Và tấm hình này chị nhìn vào chị thấy kiểu siêu proud luôn. Đó là mọi người lên trên cái trang AI team á, thì mọi người sẽ thấy là AI vừa mới launch cái và một cái câu mà mỗi team mỗi năm thì sẽ có một cái câu như vậy để xác định được cái focus của là cái gì. Thì mọi người sẽ thấy là power by courage, đúng không? Lead with purpose, Gen 21-25. Thì đây là AI team ha mọi người. Nhưng mà nhìn lại á, thì trước đây một hai năm thì mình đã bắt đầu có một cái câu là purposeful action, sustainable growth, là tên của MC nào mọi người? MC của predecessor của chị. Đó thì đã có một cái chữ purposeful ở đây. Và tiếp theo đến đời của chị á, đời 6 tháng vừa rồi, 6 tháng này thì chị đã có là courage for the core và courageous history. Mọi người thấy chữ gì không? Là chữ courage. Đó, hai cái chữ siêu bự siêu to khổng lồ là courage và purpose. Đó nên là mọi người hay nói đùa là AI phải credit Azim. Đó. Thấy cái sự đi trước thời đại mà mình đã thay đổi cái rất là khôn ngoan rồi. Ok, thì next up thì sẽ là presenting về cái context cũng như là cái strategy. Thì đầu tiên chị nghĩ là Uyên sẽ nói về context ha, sau đó thì chị sẽ present một chút xíu về strategy cho mọi người nghe. Ok, thì như mọi người đã biết thì COVID-19 vẫn đang kiểu ám toàn cầu ấy, và số liệu update cho đến ngày hôm qua thì trên thế giới đang có hơn 110 triệu ca, và ở Việt Nam thì đang tăng lên là 2.347 ca tính đến ngày hôm qua. Và cộng với hai context nữa, đấy là trong cái tình cảnh mà vaccine COVID-19 mặc dù đang rất nhiều nước đang sản xuất rồi nhưng mà vẫn đang chưa có một cái source nào đấy gọi là kiểu chắc chắn cho vaccine ấy, nên là mọi người đang expect là đến năm 2022 thì vaccine mới được phổ biến hơn thời điểm bây giờ. Cộng với một context nữa là rất nhiều biên giới của các quốc gia ở world vẫn đang đóng. Và back lại cái việc và national scenario của mình, đấy là scenario C, survival is the key, cộng với một số MC strategy. Như hồi nãy chị cũng có nói rồi á, thì mọi người sẽ thấy mình ở scenario C đúng không? Sau đó thì mình phải cố gắng rất là nhiều để mình move lên scenario D. Thì bây giờ mình đang ở scenario D, internal optimization, và cùng với cái strategy của AI á, thì đây là cái national strategy. Thì lát nữa mọi người sẽ thấy là chị đang public nó ở trong cái agenda. Cái link ở trên đó thì sẽ có một cái tab và mọi người có thể vào đọc kỹ hơn về cái strategy của chị. Nhưng mà mình sẽ focus vào bốn cái scope chính. Thứ nhất là data analyzation, mọi người centralization. Và mình sẽ thấy là trước giờ mình không có một cái department nào mà rất rất là in charge focus và làm data cho alumni hết. Lúc mà mình đổi sang á, thì mọi người sẽ questions là ủa cái này scope của TM mà tự nhiên bắt tôi làm, tôi tức thiệt luôn á. Ban đầu chị cũng tức á, kiểu chị thấy ủa sao bây giờ không làm đi, tự nhiên bắt chị làm. Nhưng mà sau đó thì chị phát hiện ra là kiểu vì mình thay đổi rất là nhiều á, structure rồi focus các thứ mình thay đổi rất là nhiều, nên là TM cần phải focus làm nhiều hơn về cái câu chuyện làm member rồi TM process như thế nào để các bạn có thể achieve rồi có đầy đủ knowledge để làm, là không có nhiều thời gian và công sức để có thể làm được cái này. Tiếp theo là cũng chưa có một cái foundation gì rõ ràng cụ thể, và cũng chưa có ai in chặt chính, cho nên là thường nó sẽ bị là một cái scope phụ á, mà thường scope phụ thì nó không có được bỏ focus vào để làm nhiều. Và không có data thì mọi người biết đó, không có data thì mình chỉ là một cái another person với another opinion thôi. Nên là
mình cần phải làm sao đó để có thể collect được nhiều data nhất có thể và analyze cái đống data đó cũng như là engage với data đó để mọi người thấy được là alumni vẫn receive được something á, kiểu newsletter hay là có một cái connection gì đó với Isaac thông qua cái lượng data này. Rồi. Và nó sẽ không có một cái sự mất cân bằng giữa các LC vì nó centralized mà. Nên là thường thì trước đây á, thì LC nào mà tốt trong cái việc quản lý alumni thì sẽ tốt luôn. Còn những LC nào mà không biết làm thì sẽ không làm luôn. Đó. Rồi tiếp theo là strategy về GV minimum. Tại vì mặc dù bây giờ mọi người không phải là LCV, POGV, mọi người không phải là functional GV, nhưng mà mọi người vẫn có EP. Và những EP này thì vẫn đang đợi để rare. Cho nên là mình phải có GV minimum và những cái basic operation nhất. Cũng như là mình phải ensure là những cái thông tin về GV, direction về GV từ global đó, nó xuống được tới network. Nếu không thì sau này tự nhiên mọi người kêu là ok, bây giờ mình chạy lại mọi người ơi, sao không ai biết gì hết. Đó. Rồi, tiếp theo là Marketing Foundation. Marketing Foundation là để làm gì? Để mọi người có được là những cái persona, những cái campaigns nó target cụ thể vào alumni. Radar nó là alumni Isaac hay alumni OGX. Rồi. Và cái cuối cùng sẽ là engagement activities. Thì cái engagement activities này mình sẽ có 3 dạng. Một dạng là alumni engage vào internal events. Internal event là gì? Là những cái kiểu LCM nè, LC conference nè, award night của mọi người nè. Rồi team meeting. Team meeting mọi người mời alumni bình thường nha. Rồi functional meeting. Rồi tất cả những cái thể loại meeting mà mọi người có thể mời được alumni để có thể nghe được perspective từ outside, để có thể nghe training đó từ tất cả các function. Ví dụ như là một ngày kia VBTM meeting với lại VP, với lại TL, TM. Nhưng mà muốn có một cái perspective gì đó về HR chẳng hạn, thì mọi người vẫn có thể connect, vẫn mời các anh chị mà đã từng làm HR xong rồi về sharing ở cái space của TM meeting. Đó, thì nó là cái dạng internal. Giống như là hồi lúc nãy bạn Khanh có nói á, là chị Trâm engage vào cái iLead của mình á, thì đó cũng là một cái dạng internal event mà có engage alumni, hiểu không? Đó. Tiếp theo sẽ là external. External là sao? Là những cái department khác, ví dụ như EA, họ đang làm event cho bên ngoài đúng không? Họ đang làm event với club, với trường đại học. Và khi cái event đó làm á, thì sẽ là những cái skill, những cái knowledge gì đó cho sinh viên, thì mọi người có thể connect alumni để mời alumni về làm guest speaker cho cái event đó. Thì đó gọi là external event. Tại vì target customer, cái người nghe, cái target audience sẽ là các bạn sinh viên ở trường đại học. Đó, mời vào để nói các bạn alumni này đã được develop như thế nào, đã đi GV tuyệt vời như thế nào đó, sharing ra. Và cái dạng cuối cùng đó là dạng engagement activities. Engagement activities là cái việc alumni được mời về và alumni làm target audience của cái event đó luôn. Ví dụ như mời một cái gọi là gì ta, alumni party, kiểu alumni gathering, mời một phòng vậy đó toàn alumni không, và có một vài kiểu bạn active member chơi vào các thứ, thì cái target chính của cái activities đó sẽ là alumni. Đó, thì mọi người sẽ xác định như vậy để mọi người hiểu hơn đâu là những cái dạng engagement activities mà mình có thể làm. Đó, chị còn có những cái amazing idea mà chị vẫn đang discuss cùng với VB team, ví dụ như là kiểu bán merchandise mọi người. Alumni họ vẫn thích merchandise, có thể bán merchandise, hoặc là mình có thể viết, kiểu mình sẽ làm biên niên sử ký, mình sẽ viết sử là lịch sử của tổ chức mình như thế nào, lịch sử của LC như thế nào, họ đã contribute như thế nào đó. Xong mình chụp ảnh alumni kiểu xinh đẹp, mình in vô đó, xong rồi alumni sẽ mua mấy cuốn sách đó, vừa mua vừa donate. Nói chung là đó, chị sẽ có rất là nhiều những cái idea như vậy, nhưng mà mình cần phải come up with một cái kiểu national cùng với nhau để có những cái idea đồng lòng làm chung với nhau, chứ không thì nó sẽ ra được một đống những cái engagement activities mà nó không có được standardized. Thì từng alumni của từng LC được take care một kiểu khác nhau đó, nó sẽ làm cho mình không có xuất hiện trước mặt alumni as a whole đó. Thì đây sẽ là những cái strategy mà chị trong 6 tháng sắp tới thì chị sẽ cùng làm với VB team. Yay.
rồi VB Team sẽ cùng làm với mọi người. Đó là cái commission của mình sẽ làm chung với nhau. Ok. Yay. Lấp lánh, lấp lánh. Ok, thì có bao giờ mọi người hỏi là thì tên mình là Alumni Engagement thì stakeholder của bọn mình sẽ là ai? Thì hôm nay sẽ nói cho mọi người về stakeholder của bọn mình khi mà chia ra thành hai phần. Thứ nhất thì stakeholder sẽ liên quan trực tiếp đến cái tên của mình. Vì function là Alumni Engagement nên là stakeholder không thể nào thiếu alumni. Và alumni của mình thì sẽ có hai dạng. Thứ nhất thì mọi người sẽ có những anh chị đã leave Isaac rồi thì gọi là Isaac Alumni. Và dạng thứ hai đấy là OGX Returnee, tức là những người đã trở về sau khi tham gia những chuyến exchange của mình như kiểu GV, GT. Thì mọi người có thể nhìn thấy một cái câu ở đây đấy là It's all related to alumni. Thì bởi vì cái tên của mình đấy thì rõ ràng mọi người đã xác định được là stakeholder center của mình là ai rồi. Đó chính là alumni, nên là kiểu all about alumni, tất cả mọi thứ thì đều engage alumni vào. Ok, thì ở đây có một cái, đấy là lifelong connection. Chắc là lúc nãy trong session của Khanh thì cô có nhắc đến là, và cả chị My lúc đầu nữa có nhắc đến là mình có rất nhiều returnee, mình có rất nhiều alumni, nhưng bao giờ mình, đã bao giờ mình connect họ chưa? Hay là khi mà họ out khỏi Isaac thì họ đi luôn. Và mình sẽ kiểu engage một vài alumni rất là lẻ tẻ, kiểu khi nào mình in need thì mình tìm đến họ. Và ở đó và họ cũng rất hiếm khi tìm đến mình nữa ấy. Thì nó không phải là mối quan hệ hai chiều, không phải mối quan hệ win-win gì cả. Đấy là nên là trong The Blue Book 2020 thì có một phần dành riêng cho cái alumni engagement là, đấy là lifelong connection. Thì có một cái câu nói mà hồi trước Vin có nói chuyện với một anh alumni của Isaac ở Phật Tu Hà Nội, thì anh ấy có bảo là nên kiểu appreciate những cái mà Space Develop và Isaac cho mình ấy, bởi vì rất hiếm cái tổ chức thanh niên nào, tổ chức cho giới trẻ nào mà để những cái đứa kiểu 19, 20 kiểu lead rất nhiều người khác ấy, mà mình có nhiều ownership như thế ấy. Kiểu even là mọi người đi intern ở ngoài hay là đi thực tập hay đi làm ở ngoài từ năm 2, năm 3 thì cũng kiểu mọi người sẽ làm những công việc mà không có nhiều ownership như trong Isaac ấy. Mọi người thử tưởng tượng xem mình ở trong một cái tổ chức và khi mà mình chỉ mới 19, 20 tuổi, mình đã có ownership mà lead rất nhiều người, mình đã có những cái ownership mà kiểu nghĩ ra rất nhiều strategy đó. Thì rất hiếm một nơi nào có thể give cho mình cái đấy như Isaac đó. Thì từ đấy thì mọi người kiểu develop lên ấy, và alumni là những người mà đã tốt nghiệp và đã kiểu đã được trải qua những cái chương trình là leadership development của Isaac. Even là mọi người là member của một LC hay là mọi người là kiểu một người đã tham gia exchange ấy, thì đều kiểu đi qua cái leadership development của Isaac. Và khi mà mọi người kiểu thành công ấy thì thành công và đi ra ngoài kia và có những cái practical experience hơn về cái business bên ngoài, thì mình lại quên một cái, đấy là engage những người đấy lại để give cho mình nhiều cái kiểu realistic score, kiểu realistic perspective hơn về cái business bên ngoài kia, để mình có thể kiểu contribute, mình có thể kiểu renew hay even là mình có thể improve cái tổ chức này đó, khi mà mình kiểu có những cái practical experience từ cái ở những cái business bên ngoài, đặc biệt là trong cái thời điểm mà tổ chức của mình đang gặp khá là nhiều struggle khi mà gặp COVID-19 thì đấy, nếu mà có một cái perspective từ alumni, những người đã trải nghiệm thế giới thực tế về doanh nghiệp bên ngoài hơn, thì sẽ giúp mình nhiều hơn trong cái việc là làm thế nào để survive được một organization qua những cái disruption như thế này. Đó là lý do vì sao mà cái lifelong connection được sinh ra và nhắc đến. Thì ở đây mọi người có nhìn thấy đấy là alumni to Isaac, alumni to alumni và alumni to the world. Đó. Ok, còn cái stakeholder thứ hai thì như Min nói trong strategy của Min thì vẫn có một cái đấy là GV minimum. Đấy là mình vẫn phải keep GV ở mức là survive và vẫn được mọi người biết đến. Vì mình biết là mỗi LC còn rất nhiều EP chưa realize và what can we do with những EP đấy? Đó là lý do vì sao mà mình vẫn phải keep GV minimum. Thì đối với stakeholder ở cái category là GV minimum này thì mình sẽ có rút ở đây là những cái người mà đã trở thành customer của mình rồi.
ví dụ như các bạn EP hoặc là những cái club partner mà mọi người vẫn đang làm club từ những cái term trước, vẫn nơi trò để cho cái market đấy vẫn aware được là có một cái product tên là GV, thì khi mà mọi người kiểu back lại thì nó kiểu nó sẽ ready hơn cho tất cả các bạn trẻ cái market đấy. IA partner, IA partner sẽ là một cái phần không thể thiếu của mình ấy. Mình vẫn phải nurture các bạn ý. Ok, thì hai cái cụm stakeholder này liên quan gì đến nhau? Thì alumni, engage alumni lại với nhau để có thể deliver những cái experience mới lạ hơn. Từ trước đến nay EP của mình chỉ kiểu đợi đến đến exchange thì các bạn mình mới đi, thì kiểu là preparation trước đấy thiên về kiểu training các thứ liên quan đến career path cho các bạn đấy nhiều hơn, thì mình sẽ add được value cho nhiều hơn cho EP của mình. Ok, bước sang phần tiếp theo chắc là sẽ cho mọi người hình dung một cái cụ thể hơn, đấy là exhibition về AE mà mọi người làm để engage được alumni với nhau. Thì ok, đây là cái showcase như mọi người có thể nhìn thấy. Thì thực ra là từ trước đến nay tất cả các LC đều có những hoạt động engage alumni, và mình cũng khá là làm nhiều hoạt động engage alumni, chỉ có cái nó đã chưa được centralize lại thành một cái system cụ thể, cũng không có một cái structure cụ thể cho alumni của mình. Và từ trước đến nay mình, bởi vì alumni, nếu mà engage alumni thì các bạn đấy cũng là một customer của mình. Mình đang chưa có customer journey, nhưng mà đã có rất nhiều good case practice mà đã được làm để engage được alumni. Và đặc biệt ở đây là bên thấy là có ba hoạt động engage. Thứ nhất là external training, cái thứ hai là mời alumni làm guest speaker, và cuối cùng là brand advocacy. Đó, thì cái hoạt động external training ấy và guest speaker thì thường là làm với alumni Isaac nhiều hơn, còn về brand advocacy thì thường làm với returnee mà đã back về khi mà họ tham gia exchange nhiều. Thì như mọi người có thể nhìn thấy ở đây là hai hình ảnh external training của LC Phật Tu Hà Nội term 2021, tức là đầu term trước. Thì đây là những anh chị alumni của Isaac ở đây là mà đã kiểu rất thành công rồi ấy. Thì có những anh chị làm headhunt này, anh này làm ở McKinsey này, và có rất nhiều profile từ marketing này, sale này, và làm MT rất nhiều các công ty lớn như kiểu U đó. Thì mọi người mời về training cho team leader để cho mọi người có một kiến thức mà kiểu mọi người kiểu businessy hơn ấy, áp dụng vào doanh nghiệp nhiều hơn, kiến thức ở doanh nghiệp thực tế nhiều hơn, để có những cái mà kiểu kiểu overcome những cái struggle lúc đấy. Ok, cái thứ hai đấy là guest speaker. Thì guest speaker ở đây thì rất nhiều diễn giả, như kiểu là một cái ví dụ điển hình như kiểu là lúc nãy đấy, có chị Trâm làm chair của iLead cũng là một dạng guest speaker. Hoặc là mọi người nhìn thấy là đặc biệt là Just Speak, những hoạt động của mình ấy, thì cũng mời rất nhiều guest speaker mà là alumni của Isaac. Hoặc là brand advocacy, thì cái này là làm có một cái significant example, đấy là cái cuộc thi Việt Nam Go Global. Khi mà GV vẫn còn đang chạy ấy, thì returnee của GV sẽ tham gia cái cuộc thi Việt Nam Go Global này dưới dạng là sharing trải nghiệm của họ ở đất nước mà họ đến. Thì nó sẽ spread được cái impact của GV ra nhiều hơn với các bạn trẻ ngoài kia thông qua cái kênh là returnee của mình. Yes, đấy là những hoạt động mà alumni của mình đang involve vào. Ok, thì việc của bọn mình sẽ là làm thế nào để những cái hoạt động này nó trở nên kiểu systematic hơn, và nó được kiểu centralized hơn, để không phải là lúc nào cần thì mình mới approach họ nữa, mà mình sẽ nurture họ cho đến lúc mình cần và mình sẽ engage họ vào. Ok, thì chắc là phần này sẽ để kiểu Min nói cho nó khí thế. Một phần đấy là phần về AE Color 2122, phần commission của Min. Ok, thì mọi người sẽ biết được những cái màu sắc trong term 2122 của mình sẽ như thế nào. Ok. Ok, rồi.
Yeah, cảm ơn Uyên ha. Thì chị giới thiệu cho nó máu. Đó là ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy toàn bộ các bạn trong commission của chị là các bạn VP. Đây là commission VP ha. Thì chị là MCVP và đây là tất cả những cái bạn MCVP AE của toàn toàn thể cái commission AE. Ừ, rất là xinh trai đẹp gái here. Và có một MC, đó là MC Đà Nẵng, thì sẽ có một bạn PIC để in charge cho cái việc là data collection này kia thôi, tại vì các bạn không có đủ lực để các bạn focus vào làm cái scope này. Rồi, còn lại thì rất may mắn là chúng ta đều có VP here. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có EST. Mình sẽ có hai bạn để in charge về Isaac Alumni. Thì sẽ là bạn Thanh Tú, Lục Thanh Tú here, và bạn Hải Vân. Đó thì là một bạn VP và một bạn và đến từ LCHCMC. Thì bạn bây giờ cũng trở thành alumni rồi, nhưng mà bạn sẽ cùng làm với chúng ta. Rồi, tiếp theo sẽ là OGX Alumni. Thì mình cũng có hai bạn luôn, và một bạn cũng là VP, và một bạn còn lại thì cũng là alumni luôn, là alumni của Phật Tu Sài Gòn. Yay. Thì đó là Pinku và Viết Đông. Thì hồi xưa Viết Đông, một chút thông tin là hồi xưa Viết Đông là member của chị. Em tưởng anh Đông ba Isaac rồi. Viết Đông là member của chị thì hồi xưa chị gọi Viết Đông là Don't, nhưng mà chị nghĩ rồi bây giờ chị sẽ gọi Viết Đông là Don't. thôi xàm thôi vậy thôi. Nhưng mà nói chung á là bốn bạn này sẽ cùng với chúng ta để mình build ra một cái commission vững mạnh, implement hết tất cả những strategy mà mình đặt ra. Rồi. Tiếp nào. Ok, thì bây giờ sẽ là phần máu nhất mọi người ơi. Đó là phần commission name. Thì nãy giờ, sáng giờ chắc mình cũng review quá trời, xong mọi người cũng biết name của tụi mình là gì rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cùng với nhau practice một lần nữa. Thì ở đây chỉ có một cái logo. Nếu như mà bạn nào cảm thấy là mình muốn propose một cái logo kiểu xinh tươi hơn, thì mọi người có thể tự do thoải mái nha, tự design. Và chị sẽ accept hết tất cả những cái proposal này để chị analyze xem là chúng ta nên chọn logo nào. Và hiện tại thì mình sẽ có logo này, đó là AE Dynamite. Chị cũng... và chị nghĩ là chắc là mình sẽ trở thành fan BTS sau 6 tháng mình làm. Rồi mình sẽ có slogan luôn. Nên là bây giờ chị sẽ la slogan lên cho mọi người biết, để mọi người practice cùng với team. Sau đó không biết, nhưng mà mọi người phải practice để ngày mai mình sẽ cùng la với nhau, xong mình sẽ record video. Đó, đây là cách để mình engage với nhau as a commission mọi người. Thì slogan của mình sẽ là AE boom dynamite, AE boom dynamite, AE tick 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 boom dynamite. Thì mình sẽ có 8 lần mình la chữ tick 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 boom dynamite. Thì mọi người đọc đủ 8 lần. nhưng mà nó sẽ theo một cái giai điệu đó nên mọi người hãy practice nha. Đó, thì lát nữa chị sẽ record lại voice message chị gửi cho VP, xong có gì VP gửi cho function của mình. Đó. Nhưng mà ôi ngượng quá. Nóng hết cả mặt ấy. Rồi chị la lại lần nữa nha mọi người. Chúng ta hãy cùng học với nhau nào. AE boom dynamite, AE boom dynamite, AE tick 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 boom dynamite. Rồi, và chị hy vọng là mình có thể gặp lại physical. Hoặc là sau này khi chị còn không còn làm ở đây nữa thì mọi người có thể cùng với nhau gặp physical. Mọi người la cái này để chị luôn thấy là slogan của mình everywhere. Ok, rồi. Đó là một chút xíu về commission của mình nha mọi người. Uyên đang okay, để bắt không? Lại session này thì đó thì chắc là chỉ có hai key message dành cho mọi người thôi. Thì bọn mình ở đây và bọn mình rất là proud là gen đầu tiên của AE commission AE, và mình là những người đầu tiên mà follow chặt chẽ cái một trong ba nhánh của A2025, đấy là build a long lifelong connection with alumni để provide sufficient resources for future leadership development. Ok, key message thứ hai thì đó là mọi người hãy học thuộc cái slogan mà do Min tự biên nhạc nha. Đó, Min hát lại lần nữa đi cho mọi người nghe. Trời ơi, con quỷ. Mọi người có thể đặt nó làm chuông báo thức nha. Cái này rất hợp lý làm chuông báo thức. Có đứa nào xung phong không, để chị mời một bạn để bạn la thử cho mọi người nghe nha.
cô giáo sẽ mời bạn nào đây? Thái Thành Khúc. Rồi, cả lớp của mình đang propose là Thái Toàn Khúc và bạn Quân. Nên là mình sẽ mời bạn nào nhờ? Thôi Vivi, Quân đi mọi người. Ừ, mời bạn Quân đi. Mời Quân nào, hát cho Hồ Lành nghe nào. Quân đâu rồi? Đây ạ, à. Rồi, hát mọi người. Rồi Quân mở mic lên hát nào. 2, 3. Em bắt lại. Alo, cái file hồi nãy đi. Cho Quân nó nhìn. Cả nhà nghe em. Cả nhà nghe nha. Cả lớp vẫn nghe em rõ lắm. Nhưng mà em chưa biết. Em chưa biết hát như nào. Em chưa biết cái giai điệu như nào. Hát đi, hát thử đi, chị sửa ra. Thế thì chị xem một lần làm mẫu đi thôi, em hát lại cái đấy. Vậy là nãy giờ không tập trung đúng không? Chị giỏi nè, em chưa biết, em vẫn chưa biết được hát nhiều thật. Ok nghe nhá. A is boom dynamite, A is boom dynamite, A is tick 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 boom dynamite. Thế à? Em tưởng phải hát mà. À, đọc rồi à? Ok ạ. À. 2, 3. A is boom dynamite, A is boom dynamite, A is tick 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 boom dynamite. Trời ơi, xuất sắc mọi người. Không ra học dư nào. Ok, trời ơi. Đó mọi người, đã có GCB trong lớp rồi nha. Mọi người sẽ học theo bạn bạn học sinh giỏi trong lớp. Có gì không biết đọc sao thì contact Quân cho mọi người. Rồi, ok. Ồ, member Holland giỏi thế. Đúng rồi. Ok, rồi. Thì cảm ơn mọi người đã tham gia session này. Thì bây giờ mình lại có break nha. Thì mình cũng sẽ lại break 3 phút. Tới 11 giờ. Sau đó thì mình sẽ chia 2 track mọi người. Mình sẽ chia track team member. Và track thứ 2 là team leader và VP. Thì team leader VP mọi người cứ stay ở đây. Ừ, mọi người stay ở đây, không có còn đi đâu hết. Còn team member thì mọi người đi theo Lục, đi theo Lu nha. Đâu nhờ? Mọi người ở trong cái, mọi người mở mail lên đi. Mọi người mở mail lên, mọi người sẽ thấy cái agenda. Trong cái agenda thì ở trong cái track nó cũng sẽ có cái link. Ờ, thì các bạn sang bên link bên kia luôn nha. Rồi, bye bye. Rồi, team member đi nhé mọi người. Tạm biệt. Team leader ở lại. Team member đi hết chưa nhỉ?
Hello, mọi người có nghe chị không? Chị Minimax rồi, Quân biết rap đấy. Trời ơi, chị biết mà. Chị đã từng nói chuyện với Quân rồi. Không có dịch là chị với Quân chắc cũng thành duet rồi đấy. Wow. Ừ, có một cái fun fact là gì đó mọi người biết. Đó là chị với Quân đã từng clan perform trong award night. Physical. Đó, em đàn chị hát, hai đôi mắt nhìn nhau, xong rồi dịch tới. Ok, rồi welcome mọi người đã tới với section Gunpowder. Yay. Thì chị cũng biết là TL thì chắc mọi người cũng đang kiểu bị sốc ngộ chút xíu sương sương về planning các thứ các thứ. Ừ, thì đây sẽ là một cái section về strategy và plan cho mọi người. Để mà mọi người có thể kiểu nắm sơ sơ được là trong một cái plan thì thường nó sẽ có những cái gì rồi sao chi thì nên như thế nào. Và như hồi đầu tiên lúc mà chị giới thiệu với mọi người á, thì đây sẽ là một cái section về gunpowder, là thuốc súng mọi người ơi. Rui, thì Farsi lại là chị ở đây. Nên hồi nãy chị đã cống hiến một cái phân phát rồi, nên là chị sẽ không giới thiệu nữa nhé. Sáng giờ chị sẽ giới thiệu chục lần rồi. Ok. Tiếp theo thì objective ngày hôm nay sẽ là brief thura, brief về LC. Thì chị sẽ brief cho mọi người về những cái gọi là LC có những cái focus như thế nào, về function của mình. Rồi những cái fair thì nó sẽ cụ thể hơn. Thì sau cái brief through mọi người nhìn thấy hết tất cả những cái strategy của các LC rồi á, thì khi mà mọi người vào trong experience fair thì có một cái expectation mà chị muốn mọi người nắm ở đây, đó là mọi người hãy willing to share, cứ nói, cứ share những cái experience của mọi người khi mọi người làm planning cùng với VP, cùng với VP của mình. Còn nếu như mà TL team nào á mà chưa có conduct team meeting để làm planning và mọi người cũng chưa biết plan như thế nào này nọ, thì mọi người có thể share về struggle của mọi người, các thứ. Rồi, take note và recap cũng như là enjoy to explore. Đó, thì đây là những cái expectation của chị. Còn từ phía mọi người á, thì mọi người có thể gọi cho bóc chat là mọi người có expectation gì out of cái space này không? Có expectation gì thì gõ cho mọi người. Trời, không ai nói gì luôn. Mong là em sẽ có thể học hỏi được từ sharing của các MC và IG khác ạ.
Ok. Rồi, nice. Sao để học sinh giỏi rơi xoay không vậy mọi người? Cảm ơn Quân nha. Mong được nghe JCB từ mọi người ạ. Ok, nice. Mọi người mà không share là chị ở Zoom là mọi người đang đi đâu đấy. Chị bắt mọi người mở cam lên đó. Đó, mọi người thấy mấy học sinh giỏi mở cam không? Mấy đứa này mấy đứa ngồi bằng đầu nè. Rồi, ok. Thôi, chị cho space để expectation mà không expect là thôi nha. Ok, thì đây sẽ là câu hỏi check-in. Thì mọi do mọi người không gõ nên là chị bắt mọi người gõ đây. Là mọi người đã done planning chưa? Done rồi thì có cái gì khó không? Ba dấu chấm luôn. Là đơn hay chưa? Chị đoán xem. Đơn lẻ khó nhất là phải làm lại. Chấm nhiều hơn. Dạ chưa? Đơn hay chưa? Các bé yêu ép Hà Nội nhỉ? Sợ quá. Khi tổ trưởng hỏi các tổ tổ thành viên. Đơn ùi. Khó nhất là bị lát nhiều mảng lên nhau. Bị overlap hả? Overlap như thế nào vậy? Khó nhất là phải làm lại. Ok, rồi. Có nhiều cái khó quá ha. Thì chăm cho chị hỏi đi là em bị overlap những khoảng nào? Thì nó kiểu quan sát. Ví dụ như em là operation thì sẽ phân ra các mảng như là IR rồi tech EB và member. Thì thi thoảng có những cái project mà mình engage cả EB và IR thì kiểu mình bị lắp lên nhau. Không biết là mình nên chia cái này là JD của IR hay là nó thuộc về EB. Dạ. Hiểu. Kiểu vậy. Ok. Rồi, khó nhất là ra các bé planning. Em thấy khó nhất là mình chưa biết được scale mình sẽ có thể làm đến đâu ạ. Có nhiều stakeholder cần handle thì phải chia timeline như thế nào để manage được hết. Ok, hiểu. Rồi, su su chị hiểu giấc ngủ mọi người ha. Thì một cái fun fact đó là nó thực sự là thuốc súng mọi người. Là nếu như mà SVP, STL mà mọi người có thể conduct một cái planning mà nó smooth ngay từ đầu, mọi người clear rõ ràng là những cái scope nào mà mọi người có thể làm, cũng như là những cái scope nào mà function của mình focus á, thì khi mà mọi người càng clear, càng rõ, càng biết KPI là gì, càng biết action là gì và member của mọi người á, nó rõ thì nó mới thực sự có thể đi chiến đấu được bằng cái thuốc súng này. Còn nếu không có thì nó sẽ không có work. Có bạn nào đang mở mic không? Chị nghe hơi vang vang. Ai mở mic thì mute thôi chị nhé. Ok. Rồi. Hết chưa ta? À rồi đó. Rồi. Ok. Nice. Đó. Thì một cái tips ngày xưa của chị lúc mà chị làm planning á là khi mà VP ngồi plan á thì lúc lúc đầu chị lên lúc mà chị làm VP thì chị plan detail hết và chị làm rất 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 detail. Và vì chị không phải là một đứa detail và chị cũng không có nắm hết những cái JD nhỏ nên khi mà chị phải ngồi plan detail á chị mất rất nhiều thời gian để plan. Chị mất tầm 1 2 tháng gì đấy luôn ấy. Và các bạn TL của chị á thì luôn nhắn tin hỏi chị là chị ơi giờ em làm gì đây, chị ơi giờ em làm sao đây. Tại vì khi các bạn không được involve vào planning và các bạn không được guide planning á thì các bạn sẽ chờ cái task. Thì lúc đó chị list task rồi chị làm rất detail ra và chị giao xuống cho các bạn làm. Nhưng mà nếu ở đây các bạn là VP á thì các bạn nên nhớ là những cái direction mà mọi người đưa ra nó nên là những cái scope bự.
những cái scope bự này sẽ involve những cái plan nhỏ hơn của các team. Và cái câu chuyện mà TL á, thì TL thì các bạn sẽ có một cái ownership nhất định để các bạn làm sao đó để make được cái direction này happen. Thì từ cái việc đó mọi người phải guide cho TL của mọi người plan. Tương tự luôn, khi mà mọi người là team leader, mọi người thường sẽ rơi vào cái trap là tao phải ngồi làm detail nhất có thể rồi tao mới downscale xuống cho member. Và thường khi downscale xuống cho member thì mọi người sẽ chỉ đưa ra những cái task nhỏ, mọi người list hết task ra rồi mọi người giao là ok, ai anh chặt cái này, anh chặt cái kia. Chứ member của mọi người á, nó làm những cái task này, nó không có thực sự biết được là cái task này sẽ contribute vào cái bự hơn như thế nào, và cái contribute bự hơn này nó sẽ contribute vào function như thế nào. Cho nên khi mà nó đi function meeting á, nó cảm thấy rất là lost. Nó chỉ biết nhận task từ TL thôi. Và khi VP nó không có link được, nó không nhìn thấy được big picture. Đó. Thì cái công việc mà cả TL lẫn VP ở đây phải làm á, là mọi người phải gọi là cho các bạn thấy một cái big picture và thấy được là từ cái đó thì các bạn member ownership, các bạn break nhỏ ra những cái task nào, những cái KPI nào có thể contribute vào cái big picture đó. Thì mọi người càng equip cho member của mọi người những cái ownership này thì member của mọi người nó sẽ mạnh hơn về leadership, và cả cái strategy, cả cái plan của mọi người nó sẽ cái gunpowder để nó move on, nó move forward cả cái function của mọi người trong 6 tháng. Tại vì mọi người phải tưởng tượng là mình create leader chứ mình không phải là create task doer. Đó. Tại vì sau này member của mọi người nó lên TL rồi, nó lên VP rồi, không, nó đâu biết cách plan đâu. Thì phải dạy cho nó cái đó. Cho nên là mình đã có hai cái track. Cái track đầu tiên á là cái track về strategy và plan. Thì nó sẽ rất focus vào những cái lớn, strategy, big picture mà mọi người đang ở đây. Đó, TL với VP cùng ở đây để mình nghe là cái plan cho cái team và cái function của mình nó sẽ như thế nào, cái measure of success sẽ như thế nào, khi nào thì mình biết được là mình enter mà mình thấy là function mình thành công rồi, big picture là mình đang đi tới đâu, mình đang hướng về cái gì, function của mình focus vào cái gì, rồi team của mình focus vào cái gì. Đó, thì mình sẽ nghĩ những cái thứ như thế này. Thì at the same time á, các bạn member, các bạn đang được bạn EST của chị train về những cái tactic. Nghĩa là khi mà mọi người present cái strategy cho tụi nó thì các bạn sẽ biết được là bây giờ break ra thì sẽ có những cái tactic gì, những cái tactic đó contribute vào để implement được cái strategy của mọi người như thế nào. Rồi, cái KPI mà các bạn contribute vào cái measure of success á, nó như thế nào. Chị lấy ví dụ là một cái measure of success của mọi người là về phải có được 200 cái data. 200 cái data từ alumni đi, thì KPI của các bạn á, phải là mọi người phải đi seeding bao nhiêu group, rồi group AAV, cái group mà có alumni trong đó, rồi cái group mà có function, sorry, cái group mà có cả tất cả các bạn alumni từ trước đến giờ, group LC của mọi người á, rồi phải đi xin data từ TM, xong rồi phải gửi mail cho các anh chị mà từ trước đến giờ mà TM có được data, gửi mail cho họ. Thì đây là những cái tactic, và từ những cái tactic nhỏ nó sẽ có những cái KPI nhỏ hơn để nó contribute vô một cái measure of success là bao nhiêu đó data được collect, hiểu không? Đó, thì những cái small pieces này nó sẽ được kết nối với nhau và nó ghép một hồi nó sẽ thành cái big picture của mọi người. Đó, thì tưởng tượng là cả function mọi người có một cái bức tranh rất bự. Nó chia thành bốn bức tranh nhỏ hơn, bốn mảnh ghép nhỏ hơn. Bốn mảnh ghép nhỏ hơn đó lại có rất nhiều những cái mảnh nhỏ hơn nữa ghép lại. Đó, tưởng tượng vậy ha. Rồi, thì ở đây á, còn hai bạn nữa thì Phật Tu Hà Nội với lại HCMI á, thì lát nữa khi mà chị nhắc đến các bạn á, thì các bạn tự nói ra cái strategy của mình ha, rồi chị cập nhật vô đây. Nhưng mà bây giờ thì chị sẽ mời lần lượt từng bạn VP, hoặc là nếu không có VP ở đây thì đại diện một bạn TL nói là cái strategy của mình và cái focus của function mình để cho toàn commission nghe ha. Thì đầu tiên mình sẽ có Hà Nội. Ta-da! Rồi, thì mình sẽ brief through ra ba cái strategy hoặc là bốn cái strategy gì đó, nhưng mà nói chung là nói về cái strategy của mình và cái focus của function mình.
thì strategy của em sẽ chỉ có 3 tweet. Thì đầu tiên là member capacity building. Thì lý do có cái này tại vì em đã được từ trước đến nay thì OGV mình có một cái base và có một cái gọi là template audit rất là vững chắc rồi ấy. Nhưng bây giờ mình không làm về OGV nữa, thế nên là tất cả mọi thứ, tất cả những hầu hết các JD của mình bị đảo. Thế nên là em muốn lập làm một cái MEC mới cho member và làm thế nào để cho member của em có thể phát triển capacity bạn nhiều hơn. Thứ hai là long term relationship with alumni. Thì thực ra ở Hà Nội bọn em có một số vấn đề về internal á, thế nên là cái relationship with alumni big trước hầu hết là nó rất là ít á. Thế bây giờ big lần này bọn em gần như phải xây lại và phải có một cái planning và các activity kỹ lưỡng hơn. Thì cái này là cái focus thứ hai của bọn em. Và cái thứ ba là bọn em muốn tập trung vào cái post experience. Thì em muốn show cái vấn đề của CXP tại Hà Nội, đó là các bạn ấy luôn bảo là khi mà CXP chưa có EP thì CXP rất là nhàn. Thì nếu bây giờ bọn em có thể xây được một cái foundation cho cái post experience phase này, thì maybe sẽ solve được cái việc là CXP nhàn đầu bích. Và khi mà có thể có relationship với cả returnee tốt, với IAPN tốt, thì bọn em sẽ có thể increase được brand advocacy cho marketing để có thể synergy tốt chặt chẽ hơn giữa CSB và marketing. À, vậy, hết rồi ạ. Ok, nice. Tiếp theo mình tới phần tour Hà Nội nha. Ok, thì chắc là em update rồi nhưng mà chắc là chưa được update vào đây. Thì với phần tour Hà Nội thì em cũng chỉ có 3 strategy thôi. Cái thứ nhất thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái alumni engagement của mình. Đấy là resourceful engagement và nurturing. Cứ nói đúng không ạ? Ok, thì cái này back lại cái việc là thứ nhất là engagement. Thì đấy là engagement với cả alumni, bởi vì là với cả returnee và alumni Isaac. Thì còn nurturing thì đấy là engage alumni để nurturing được IA partner và EP. Ok, thì đây sẽ là cái priority đầu tiên của em. Còn tiếp theo đấy là purposeful partnership. Thì vì bọn em vẫn maintain market để đến nó là một phần scope, nó là một scope của GV minimum. Và đồng thời khi mà việc nurture các market như thế này, chỉ chọn những key market và key partner để làm partnership thôi. Và thì nó sẽ có thì nó sẽ là một cái sọt để cho các hoạt động external engagement của alumni. Ok, còn cái focus thứ ba thì cái này nó là function của FHN thì thích một cái là LC initiative, tức là thích cái initiative của FHN, và nó không liên quan trực tiếp đến commission của AE lắm, nhưng mà nó sẽ vẫn có những cái stakeholder liên quan. Đấy là bọn em sẽ làm một cái project mà nó là một cái project mới để nó sẽ là cái backup cho cái việc là không, nếu mà không có exchange thì cái project này vẫn làm được cho các năm sau. Thì trong cái project này nó sẽ vẫn engage được alumni, đặc biệt là alumni là Isaac và alumni những bạn mà có high profile và alumni mà đã đi GV về. Đó là ba focus của bọn em. HCMI nói luôn đi em. Alo. Thì ba cái strategy chính của SCME, đầu tiên đấy là keep core value global volunteer. Thông qua các hoạt động như là maintain the IR partnership, create initiative in EB nurturing và equip và review GV knowledge đối với cả functional member. Thì cái strategy này sinh ra để ra là vì một cái why, đấy là để có thể well repair cho cái sự trở lại của GV nếu mà trong khoảng thời gian sau này nó có thể quay trở lại được. Và luôn keep được cái core value của GV. Với lại thì cái việc để mà trong cái quá trình mình engage được các bạn alumni ở đây là các bạn alumni OGX là returnee, thì somehow cả function các bạn phải có được những cái foundation knowledge về GV, phải understand về cái product này thì các bạn mới có thể connect được các bạn alumni. Cái thứ hai đấy chính là enhance the member capacity. Tại somehow thì quay đi quẩn lại là
thì member nó sẽ, talent nó sẽ vẫn là một trong những cái kho quan trọng của bất cứ organization nào, và nếu không có talent thì mình sẽ không chạy được ấy. Thì team tự, thì AE tụi em đã quyết định là chọn cái này là một cái strategy, và nó sẽ có khác gì so với trước đây. Khác ở chỗ là mình sẽ focus vào strengthen cái functional culture của function. Tiếp theo đó là standardize lại cái functional education cycle implement process, cái training cho function. Rồi cái cuối cùng đấy là emphasize lại cái reflection space để cho member cũng như là TL, nói chung là member của function, các bạn có nhiều space hơn để reflect lại cái journey của mình. Cái cuối cùng thì nó sẽ liên quan đến MOS của cả function luôn, đấy là engage alumni with Isaac. Thì nó sẽ bao gồm ba cục chính. Đầu tiên đấy là standardize alumni tracker, để mà có thể collect data và standardize những cái tracker của alumni hiện tại. Tiếp theo đấy là maintain những cái university relationship, để mà có thể tạo ra được thêm những cái touch spawn để engage alumni. Cái cuối cùng đấy là create những cái internal engaging activity để mà có thể engage alumni. Ok, thì wrap up lại ba cái strategy của SME, đấy là enhance member capacity, engage alumni with Isaac, and keep core value global volunteer. Em vui nha. Ok. Không phải hình bị mất đâu, là chị stop sharing á. Rồi, tiếp theo là Nail. Ok, thì function của em cũng sẽ có ba strategy và nó sẽ focus vào tất cả các stakeholder chính của bọn em. Thì cái strategy đầu tiên thì cũng giống như mọi người, đấy là build sustainable relationship with customer. Thì đấy em có ghi thiếu một cái, đấy là không phải chỉ một alumni đâu, mà nó còn là cả với cả EP nữa. Thì nó cũng khá là kiểu reasonable ấy. Đấy là bọn em sẽ muốn focus vào tất cả những cái thứ quan hệ alumni của Isaac này. Rồi và EP, và đây cũng là cách để mà mình vừa make cái brand của mình. Thứ hai, các partnership enhancement, đây là một cái strategy mà nó liên quan đến cái việc mình continue cái legacy từ cái tâm trước, và đây cũng là một cái strategy mà mình có thể được như là như kiểu là cách để sử dụng cái nguồn resource của alumni, nó thực sự là nó broaden hơn để tạo những impact đến external, cũng như là một cái foundation cho sự phát triển sau này của LC cũng như là GV. Và cuối cùng là talent circle development, thì nó sẽ focus vào member, và cái strategy này nó sẽ làm nổi bật lên một cái là em muốn rằng là function của em thì sẽ là một cái function mà everyone can take ownership và take a leading role. Thì đấy là tất cả những cái direction mà em muốn hướng tới cho function em trong cái tâm tới, phê tới. Ok, HCMS. Alo, mọi người nghe em nói không? Nghe. Ok, thì sau khi phân tích thì em ra những cái strategy này để tackle những cái problem mà em thấy LC em đang có. Thì vấn đề đầu tiên ấy là LC em không có centralized data, thì nên cái strategy đầu tiên của tụi em ấy sẽ là data centralization. Thì bên cạnh việc centralize tất cả những cái data lại á, thì tụi em cũng sẽ update nhận thêm những cái còn thiếu trong những cái data đó nữa. Rồi cái thứ hai á là customer ở đây là alumni centric activities. Thì tại vì đó giờ tụi em LC em không có pay attention tới việc connect lại với alumni, giống như nó không có foundation gì hết. Thì bây giờ cái peak sắp tới là cái thời gian kiểu tốt để tụi em bắt đầu engage lại với alumni bằng những cái hoạt động mà kiểu phù hợp với need và want của alumni. Và cuối cùng á là member capacity và connection enhancement. Thì em nghĩ á là bên trong phải vững thì bên ngoài mới perform tốt được. Thì hai cái ở trên ấy là liên quan tới những cái external rồi. Thì cái cuối cùng á thì em muốn build cho member của em một cái connection và những cái skill set, những cái capacity vững mạnh á để perform tốt, để thực hiện được hai cái strategy ở trên. Thì đó là strategy của HCMS. Ok, em quay HCMC. Dạ, cái strategy chính của SMC á, đầu tiên sẽ là Isaac Brand Amplification. Thì như trước giờ mà mình thường làm khi mà OGV còn mạnh á, là mọi người sẽ đi mở rộng extension, mọi người sẽ mở rộng market, mở rộng đến các đối tượng.
Nhưng mà hiện nay do mình đã đổi cái context với lại situation, nên vì vậy mình sẽ đi run IFAC as a whole. Thì ở đây cái chữ amplification nó sẽ khác ở chỗ là mình sẽ đi mở rộng với lại truyền đạt detail hơn cho người ta về những cái value mà IFAC mang lại, chứ nó không chỉ đơn thuần là cái việc mà mình chỉ đi mở rộng những cái buyer persona hay là TA của mình. Còn đối với cái thứ hai thì cái này là dùng chung cho cả commission, thì đa phần mọi người đều làm cái này, đó là IFAC alumni với lại OGX alumni data collection. Thì nhiệm vụ của mọi người là mình đi collect lại những cái tool mà mình đã có trước giờ để mà mình có thể utilize cho những cái future direction và ngay cả hiện tại, như cái số lượng event mà mình sẽ tổ chức cho alumni, cho returnee này nọ. Okay. Last quay. One. Còn tôi Sài Gòn. Thì em cũng có 3 strategy. Strategy thứ nhất là thiên về brand nurturing hơn. Tại vì đối với LC context thì hồi trước á, nếu còn function OGV á, thì mình sẽ có các market chính như là photo, well, hack, uplift. Nhưng mà nếu mà phase này mà không touch tới những market đó nữa thì LC sẽ mất đi những cái market mà high engagement vào TMB và những các product khác. Cho nên là tụi em vẫn giữ những keep nurture, branding và explore Isaac Brand ở trong những cái market đó. Và cũng như, nhưng mà mình sẽ lead về một cái community và nurture các bạn trong cái community đó. Cũng như là với cái strategy này thì cũng là một cái nguồn để sau này alumni có thể contribute vào. Và cái thứ hai sẽ là partnership engagement. Partnership ở đây sẽ là các stakeholder như là IR partner, EB, alumni, ASIC và các alumni OGX. Thì mình sẽ engage cũng như là build foundation cho AE. Và cái thứ ba là talent development. Tại vì kiểu nhìn in general thì function em khá là làm việc nhiều với stakeholder và bên ngoài, cho nên là để ensure được quality thì em cần có những các function education, function training để equip cho member những cái knowledge trong synergy process với các stakeholder để các bạn có thể keep track được cả các project các bạn đang làm. Xong rồi end goal của function em thì cả hai team đều contribute được vào leadership experience và long lasting Isaac. Xong rồi. Rồi ok, thì nãy giờ mọi người cũng nghe sơ sơ về mấy cái LC rồi á, thì bây giờ chị sẽ break mọi người ra trong trong thời gian là 10 phút ha. Thì khi mà chị break mọi người ra á, mọi người sẽ có từng phòng, từng room sẽ có một bạn VP bên trong đó. Thì mọi người có thể hỏi GCP từ bạn VP này, hoặc là có bất kỳ khó khăn gì mọi người có thể hỏi, cũng như là VP có thể share nhiều hơn về những cái focus của VP, cũng như là giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn khi mà join vào cái breakout room ha. Rồi bây giờ chị sẽ mở breakout room trong 10 phút. Mọi người đi đi. Bye bye.
À Nhân, welcome back. Sao rồi, nay conversation in 10 minutes không? Không. Chưa xong nữa. Chưa xong rồi chị. Em nhỏ mới hỏi xong. Ừ, nó mới hỏi xong cái hết giờ. Chưa kịp trả lời. Thôi không sao, thì mình có thể contact các bạn để mình hỏi. Chưa kịp xì mũi. Mình có thể contact các bạn để mình hỏi sau ha. Rồi, hồi nãy thì lỗi chị. Chị sẽ no excuse, xin lỗi Cần Thơ. Thì bây giờ Pinku, em có thể la làng lên focus vào KPI của em nè. Sorry. Khóc đi Pinku, mến vạ rồi ta. Hông hông hông. thì strategy của em có hai cái là foundation building với alumni relationship nurturing. Thì cái đầu tiên là foundation building thì tụi em sẽ standard ra tất cả mọi thứ. Thì cái MOS của tụi em sẽ là một cái checklist về material, kiểu như sẽ build những cái về data nè, store data nè, sau đó làm market research để có những cái insight, thì cũng sẽ store lại những cái đó luôn. Rồi build những cái như là customer journey cho alumni, vân vân. Còn về alumni relationship nurturing thì tụi em sẽ làm những cái engagement activity nè, những cái tactic để nurturing các bạn alumni. Đó chính là của Cần Thơ. Cảm ơn mọi người. Sorry. Rồi thì đó là tất cả những cái strategy và những cái focus mà các bạn VP các bạn đang có. Và chị cũng hy vọng là trong 10 phút vừa rồi á, thì mặc dù là nó nhanh nhưng mà nó sẽ trigger một cái thought của mọi người somehow. Thì bây giờ mọi người có ai muốn chia sẻ gì không? Chị sẽ cho mọi người 5 giây. Ai muốn raise voice? 4 3 2 1 Hết giờ, mọi người hết cơ hội rồi, chị sẽ gọi tên. Chị muốn mời bạn Trà My F Hà Nội. Chúc mừng em đã trở thành người trúng thưởng ngày hôm nay. Yay, hello mọi người. Thì em là Trà My và hiện tại em đang làm TO của OC trong AI ở F Hà Nội. Thì so far thì về cái break room vừa rồi thì em có trong room với cả có chị Hải Vân, anh Huy Tuấn, Lê Huy Tuấn với cả chị Thảo Nguyên. Thì so far là cũng được listening, sharing về cái gọi là cái góc nhìn của cả hai anh chị về cách AI đang nó sẽ running như thế nào trong thời điểm này. Thì so far là thấy là ý là cái bị affect bởi cái feeling của mọi người nghĩ về AI. Thì thấy chị Hải Vân khá rất là positive và kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu thinking in theo cái hướng này. Nói chung là cái cách cả hai anh chị sharing nó rất là positive, khiến em cảm thấy là we can do anything, we can. Và so far có một cái là chị Hải Vân cũng có nói về một cái là bây giờ thì không nên có một cái mindset, nghĩa là nên hãy thinking back là bây giờ mình sẽ là một cái back office. Và ý là chị cũng phân tích một chút thì những cái như kiểu youth, thì bây giờ thì nó nếu mà engage với những cái function khác và mình ý là kiểu mình và những cái function khác như là kiểu youth thì có thể đưa cho IA xong rồi làm một cái resource cho những cái như kiểu youth speak hay là uni tour national các thứ. Này nó khá là cho nó hợp lý và nó kiểu somehow thì một cái góc nhìn mới cho em. Thì khá là fun trong bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ đấy của hai anh chị. So far là thế ạ. Ok, nice. Cảm ơn em. VB khen gì giỏi lắm. Chị cũng khen luôn, tặng em một trái chuối virtually. Tặng em một trái chuối. Ok, rồi rất là cảm ơn sharing của em ha. Thì ok, thì bây giờ chị sẽ mời các bạn member của mọi người vào. Đó, để các bạn member thấy được là nãy giờ mình đã trải qua những cái gì.
Rồi, thì welcome các em bé member đã trở lại với chúng ta sau một thời gian đi du học. Rồi, ok, thì welcome các em bé member đã trở lại với Trusty L và VP. Thì nãy giờ có rất là nhiều discussion ha. Ở đây á, thì các bạn VP và các bạn TL cũng đã có những cái cuộc nói chuyện rất là meaningful về những cái focus của function, rồi những cái mà mình lên plan, rồi mình lên cái strategy như thế nào. Và chị hy vọng là đây không phải là cái the end của cái conversation, mà mọi người có thể be proactive hơn, more proactive hơn để có thể kiểu nói chuyện với các bạn khác, để có thể nghe được cái sharing. Và như nãy giờ mọi người đã thấy thì ở đây mình có rất là nhiều focus, đúng không? Mình có rất là nhiều những cái strategy riêng của từng LC, nhưng mà nhìn đâu đó somehow á, nó có rất là nhiều cái điểm link với nhau, và có rất là nhiều điểm mà mọi người có thể học từ nhau. Cho nên là chị mang các em bé member quay trở lại với TL để TL biết được là mình không có làm một mình không có ở đây mình làm những cái focus này một mình, mà mình có tất cả mọi người ở đây làm cùng với nhau, và cùng với cả một cái function và cả một cái commission này, thì mình đạt được những thứ mình muốn. Rồi, thì đó là cái experience sharing và wrap up lại của cái section này, cũng như là cái section hồi nãy mà ở commission TL á, commission TM á, đã được bạn Lu deliver. Thì wrap up lại á, tất cả tụi mình ở đây, dù là VP, dù là TL hay dù là team member, thì tụi mình là cái first generation của AE. Và em đừng có bị cảm thấy chần chừ hay là cảm thấy lo lắng khi mà phải hỏi hay là phải chia sẻ những cái experience của mình với những bạn khác trong commission này. Tại vì nếu như mà mọi người không chia sẻ với nhau trong commission á, thì sẽ không ai hiểu được mọi người hết. Tại vì tất cả chúng ta ở đây làm cùng một vị trí, làm cùng những cái thứ mà mình đang cùng mong muốn với nhau. Nên mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ và hỏi han nhau. Tiếp theo á, là mọi người sẽ không bao giờ có một cái gọi là kế hoạch hoàn hảo, cái perfect plan đâu. Cho nên là những cái action của mọi người mới là những cái thứ matters. Và mang những cái dreams, những cái vision, những cái ambition của mọi người thành hiện thực. Nên là đừng có bị đợi đến lúc mà trời, ta phải hoàn thành xong cái plan đã rồi ta mới dám đi nói chuyện với LC đó, chứ nó không lỡ mình nói chuyện ngu cái xong mà tụi nó chất chinh mình sao đó. Đừng có bị những cái suy nghĩ đó. Tại vì hồi xưa lúc mà chị làm VP thì chị hay có suy nghĩ đó, là kiểu nếu mà chị không có một cái plan hoàn hảo á, thì member sẽ chất chinh chị, rồi LC khác sẽ chất chinh chị, rồi nếu mà chị là TL hay là chị là team member thì chị lại cảm thấy là nếu mà chị không có một cái plan hoàn hảo á, mà chị đã đi nói chuyện với VP á, thì VP sẽ mắng mình các thứ. Thì đừng có những cái suy nghĩ đó. Mà đây là những cái wrap up của cả hai cái section gunpowder thuốc súng. Rồi, thì cảm ơn mọi người đã tham gia section, và đó là kết thúc section rồi mọi người. Mình sẽ tới section cuối cùng mà mình nghỉ trưa. Session cuối cùng của ai ta? Phở si nào ta? Hãy la tên phở si này. In the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beach shade like money. Ok, welcome mọi người đã tới section cuối cùng
của buổi sáng ngày hôm nay. Đố mọi người đó là section gì và là section của phần nào? Không ai la luôn. Em bé mày. Em bé mày chờ đợi nãy giờ luôn á. Ok. Đợi xíu nha. Vân ơi, slide của em ở đâu đấy? Để em gửi cho chị nhé. Không, mày share luôn đi, share được không? Share được. Để em share vậy. Ok. Để em share nha. À. Hi hi, mọi người thấy không? Alo. Mọi người thấy slide của em chưa? Hi hi, chào mọi người. Thì chào mừng để mọi người đã đến với session bao ở data management. Thì ok, chắc bây giờ mọi người cũng hơi mệt rồi, thế nên là mình sẽ kiểu nói nhanh và trọng tâm thôi. Thì đầu tiên là giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Thì chào mọi người, mình là Nguyễn Hải Vân. Mọi người có thể gọi mình là Vena, not Vera. Cảm ơn chị Minh đã cho em một biệt danh mới. Thì bên này mình là ESD Isaac của Alumni, aka VPIE Hà Nội. Ok, chào Hà Nội. Thì một chút background về mình, vì sao mình lại làm session này. Thì chuyên ngành của mình là hệ thống thông tin quản lý. Thế nên đấy, maybe là đấy là lý do chị Minh cho mình làm session này. Đó là cảm ơn chị Minh. Thì ok, vậy thì trước khi bắt đầu thì đây là một số expectation của mình. Thứ nhất là mọi người hãy take ownership, tại vì đấy là kiến thức của mọi người, nên có trách nhiệm về kiến thức của mình. Thứ hai là mọi người hãy proactive, tại vì thỉnh thoảng maybe là cái session này có vài cái liên quan đến chuyên ngành data management và nó hơi khó hiểu, và mình nói hơi quá nhanh thì mọi người hãy bảo mình nói chậm lại. Và nếu mà mọi người có khó hiểu đâu đấy thì mọi người hãy raise voice luôn để mình có thể trả lời. Tiếp theo là be open minded, tại vì nhưng cái kiến thức này có thể là sẽ không phải là chuyên ngành của mọi người ấy, nhưng mà mình đã cố gắng để customize nó cho nó phù hợp với tất cả mọi người. Yeah. Ok, rồi. Thì nói chung tất cả mọi người hãy biết là cuối ngày rồi, nhưng mà mọi người có thể giúp mình làm một cái survey nho nhỏ được không? Thì bây giờ mình sẽ gửi link cho mọi người nhé. Đây, mình có cháu IQ quá. Đây, đợi xíu nha. Cho em không biết vào book chat ở đâu ở đây. Rồi, thì mọi người hãy làm survey cho bọn mình cho mình nhé. Tại vì sắp tới mọi người, bây giờ là đầu năm nhé, sắp tới mọi người còn phải làm một cái market research nữa. Thế nên là mọi người hãy làm survey, lấy may mắn mọi người làm market research có nhiều form nha. Tại vì nếu mà bây giờ người trong commission mà còn không làm survey nữa thì customer của mọi người sẽ không làm survey cho mọi người đâu. Thế nên là làm ơn. Đây, mọi người sẽ có 5 phút nhé. Mọi người cần nhạc gì không? Anh bây giờ em bật Spotify thì mọi người có nghe thấy không? Em low tech quá. Nhìn ơi. Có đấy, nhưng mà em bấm xuống. Có đấy, mà em bấm share computer sound. Ờ, ok là. Ở đâu ấy chị? Em bấm share screen lại đi. Lúc share thì em bấm, em tích vào cái chỗ computer sound. Okay. Ok, rồi. Thôi, chắc là không share được. Thử nghe bài nào nhỉ? Mọi người nghe thấy không? Nghe. Bài của Selena. Back in August, 10th floor balcony. Smoke is floating over Jane and Granite Street. Goosebumps from your wild eyes when they're watching me. Shivers dance on my spine, head down to my feet. Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes, Egyptian blue. Something I've never had without you.
Egyptian blue, something I've never had without you. You're giving me chills at 100 degrees. It's better than pills, or you put me to sleep. Calling your name, the only language I can speak. Taking my breath, the souvenir that you can keep. Giving me chills. Take my breath away, just like. Take my breath away, just like souvenir. Giving me chills at 100 degrees. It's better than pills, so you put me to sleep. Calling your name, the only language I can speak. Taking my breath, the souvenir that you can keep. Giving me chills. Take my breath away, just like. Take my breath away, just like souvenir. Giving me chills. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Survey ngắn. Lần sau em sẽ làm survey dài hơn vậy. Chưa sai bắt đầu nha. Ok. Rồi, thì sau khi mà đọc survey của mọi người thì mình rút ra được là mọi người đều bảo là data rất quan trọng đúng không? Nhưng mà hầu hết mọi người chỉ state ra được những cái kiểu nó khá là bề mặt của data, như kiểu là data giúp em define được next step, data giúp em define được kiểu là cái nào là take action, là lưu giữ thông tin. Nhưng mà mọi người kiểu mà cái đấy nó hơi bề mặt quá ấy. Vậy thì mình sẽ deep down hơn nha. Rồi. Đó. Thì cái survey vừa rồi mọi người vừa làm, thì trước khi mọi người biết về data management thì mọi người phải hiểu data là gì. Thứ hai là mọi người có biết điểm gì khác nhau giữa data, information và knowledge không? Có ai biết không? Hay là mọi người assumption nó là một? Alo, mọi người raise for đi. Có ai biết không? Nếu em hỏi random đi. Em hỏi random nha. Vậy thì cứ phải out ra ngay. Đây, để lớp phó hỏi giùm cho. Chào Hữu Yến. Ta sẽ chọn một bạn tên là Nhật Mai. Chào Lốt. Hello mọi người. Mọi người có nghe rõ em không? Ôi, nghe. Alo, nghe. Mọi người ơi. Nghe. Ok ạ. Chị Vân hỏi là sự khác nhau giữa data information với knowledge đúng không ạ? Knowledge. Thì tại vì thực ra là trong đầu em cũng mơ hồ lắm, nhưng mà em thì em chỉ hiểu đơn giản là kiểu data là những cái gì mà mình kiểu mình thu nhập được ấy. Còn
information thì kiểu nó là thông tin mà mình có thể tìm, kiểu mình tìm đến ý. Còn data thì mình phải thu nhập qua những cái survey chẳng hạn. Còn knowledge thì nó là kiến thức có thể là của mình. Thì từ cái knowledge đấy thì mình có thể kiểu mình có những cái assumption nhất định từ mình ý. Còn từ data là mình kiểu suy ra từ những cái data đấy. Đấy thì em hiểu là như thế. Cũng còn đúng, không sai. Rồi thì bây giờ mọi người hãy để cái câu hỏi này trong đầu cho đến cuối session nhé. Rồi bây giờ back lại. Move slide. Rồi mọi người có nhớ golden circle không? Share slide mọi người nhớ đúng không? Em chưa share ạ? Chưa. Chết rồi. Đây nha. Rồi. Mọi người hãy trước khi đây cái slide trước thì nó sẽ là như chết đâu. Đây cái slide trước, cái slide trước là nói về sự khác nhau giữa data information và knowledge. Thì mọi người hãy giữ lại cái câu hỏi này cho đến cuối session. Và mọi người hiện tại thì bây giờ mọi người hãy nhớ đến cái golden circle của golden circle. Thì hiện tại nhá, ở nó sẽ có 3 vòng. What này, how và why. Thì hiện tại mọi người đang ở vòng what. Có nghĩa là everyone know it. Everyone know data là gì. How thì somebody sẽ know about it. Còn why là một cái hầu hết là rất ít người hiểu được về nó. Vậy thì hôm nay mình sẽ dig down xuống về phần why của data, nhé. Rồi. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái model được gọi là DIKW Pyramid. Thì đây là một cái model được sử dụng cho bản thân mọi người cũng được này. Và mọi người cũng có thể sử dụng được cho tất cả những cái thông tin lưu giữ trong doanh nghiệp. Thì trong cái này thì nó sẽ có 3-4 tầng tất cả. Đầu tiên là data, thứ hai là information, tầng thứ ba là knowledge và tầng cuối cùng là wisdom. Thì mọi người sẽ thấy nhá, tầng basic nhất thì nó sẽ là data, tầng thứ hai nó sẽ là information, tầng thứ ba là knowledge và tầng cuối cùng, tầng trên và tầng cao nhất nó sẽ là wisdom đó. Rồi vậy thì bây giờ để tìm hiểu thêm về tất cả những cái tầng này mọi người bút slide nha. Ok, đầu tiên là về data. Thì mọi người hãy nhớ cái tầng data này nó là base building block, nó là raw data của mọi người. Thì data ở đây nó là gì? Nó là một fact này, nó có thể là con số, nó có thể là âm thanh các thứ. Nói chung là nó rất là loạn. Data có thể mọi người thấy collect nó rất là nhiều dạng, rất là loạn ý. Nhưng mà mọi người vẫn phải cần nó. Nó là collect a fact và nó chỉ là raw data thôi, và nó chưa được thành một cái organized form cụ thể. Và data có thể được xem là symbol. Thì bây giờ hãy cảm tưởng bây giờ mọi người đi học. Mọi người đi học và mọi người có quyển sách. Okay. Vậy sách của mọi người nó sẽ là data. Nhưng mà làm thế nào để biến từ data này thành information thì mình sẽ move ra tầng tiếp theo. Đó là information. Ở tầng này thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi như kiểu như là who, what, when, where. Để có thể biến data của mình thành information. Ở cái tầng này, tại vì data mọi người biết là nó rất là, mọi người hãy cảm tưởng data của mình nó rất là to như thế này đúng không? Và nó sẽ có rất là nhiều loại, nhiều dạng, và nó chưa được organize. Data có thể là fact, có thể là số, có thể là ảnh, có thể là nhạc, các thứ. Và nó chưa được organize. Vậy thì ở cái state này mọi người sẽ organize lại data của mọi người và dùng nó để trả lời cho các câu hỏi như what, who, what, when, where, để mọi người có thể phân loại data và có thể sử dụng data cho mục đích cá nhân của mọi người. Ví dụ bây giờ mọi người đọc quyển sách, quyển nào nhỉ? Ví dụ một quyển đi, mọi người đọc Nhà Giả Kim chẳng hạn. Thì nó là một cuốn sách văn học đúng không? Vậy thì mọi người đọc để làm gì? Và mọi người đọc nó kiểu để mục đích của mọi người đọc là gì? Thì mọi người hãy trả lời cho những câu hỏi đó. Rồi, và tiếp theo từ information. Ethics quyển này cực. em đọc lại rồi ấy. Từ information mọi người phải chuyển qua được cái third building block. Đó là knowledge. Có nghĩa là mọi người sử dụng những cái information như thế nào để biến nó thành knowledge của mình. Thì ở đây mọi người sẽ trả lời câu hỏi how. Nó có nghĩa là mọi người apply cái information thế nào để achieve your goal đấy. Có nghĩa là mọi người sử dụng công ty nào để có thể gặt hái được cái goal của mọi người. Rồi. Và ở cái tầng này thì khi nào cái knowledge của mình nó được insightful và nó phục vụ cho một mục tiêu nhất định ý, thì lúc đó mọi người vượt đến cái tầng cuối cùng, có nghĩa là tầng cao nhất, đó là wisdom. Đó là the top of DYKW hierarchy. Thì nó là wisdom. Thì mọi người sẽ trả lời cho câu hỏi why. Vì sao mình phải
ví dụ là mọi người sẽ trả lời cho câu hỏi why là vì sao mọi người phải làm cái này và làm thế nào để có thể achieve được cái này theo the best solution đó. Đó. Thì mọi người có thể ở đây thì có một cái câu là we can also say that if data and information are like to look back to the past thì wisdom thì nó sẽ associate with những cái thứ mà mọi người đã biết và mọi người muốn bây giờ và muốn achieve trong tương lai. Thì đó là wisdom. Thì đấy là sự đấy là tổng quan về cái DIKW model này. Rồi, bây giờ mọi người hãy look back to our history nha. Ok, mọi người có biết quyển sách này không? Có ai biết quyển sách này là quyển sách gì không? Le procès de la colonisation française. Mọi người biết quyển sách này để làm gì không? Quyển sách này tên là gì không? Who knows? Ok, có tin nhắn. Đúng rồi, cảm ơn biết đâu nha. Thì đây là quyển sách lên án chính sách thực dân Pháp của Ái Quốc, của tác giả Nguyễn Ái Quốc, bác Hồ của mình. Thật ra là dạo gần đây, chắc là do từ bích trước, tao có hai member là giải nhất và giải nhì và giải ba lịch sử quốc gia. Thế nên là dạo gần đây có kiểu look back to lịch sử và thấy nó kiểu rất là associate with hiện tại, với hiện tại luôn ấy. Thì trong quyển sách này có cái gì? Rồi, nhân dân Đông Dương khẩn khoản đòi mở trường học vì trường học thiếu một cách nghiêm trọng. Và mỗi năm vào kỳ khai giảng, nhiều phụ huynh phải gõ cửa, chạy chọt mọi nơi thần thế có khi chịu trả gấp đôi tiền nội trú, nhưng vẫn không tìm được chỗ cho con học. Và hàng ngàn trẻ em đành chịu ngu dốt vì nạn thiếu trường. Đây là chính sách, đây là trích chương 9 của bản án chế độ thực dân Pháp. Thì đây là lên án chính sách ngu dân của thực dân Pháp. Thì bằng chính sách ngu dân thì thực dân Pháp đã hầu hết là minimize cái số lượng trường học và không gần như là không cho người Việt Nam mình tiếp xúc với data, với knowledge. Thì vì sao với tao khi mà tao đọc cái này thì đây là một cái với tao nó là cái thứ độc ác nhất. Bây giờ mọi người hãy cảm tưởng hiện tại đi. Bây giờ bố mẹ mọi người bảo là tại vì mày không học hành cái gì cả, các nạn. Và mọi người kiểu không có một cái mối liên kết gì với cuộc sống, cũng như là cũng không thể nào lên Google để search được kiến thức ấy. Và thậm chí là bố mẹ còn kiểu nếu mà những ai kiểu tập trung vào học hành quá thì maybe là cũng không thể đọc sách được luôn. Như kiểu ngày xưa tao từng bị thế. Thì với tao thì đấy là một cái chính sách nó cực kỳ kinh khủng. Tại vì mọi người biết là data là cái tầng thấp nhất rồi. Nó là cái tầng thấp nhất để mọi người có thể chuyển hóa được ra information, knowledge và wisdom. Mà mọi người không được tiếp cận với cái tầng đấy nữa. Vậy thì tương lai sẽ như thế nào? Vậy thì con cháu Việt Nam nó sẽ như thế nào ấy? Và để thoát khỏi cái chính sách này, Việt Nam đã phải mất rất rất lâu. Mọi người ơi, mình chậm hơn Pháp rất là nhiều năm. Mình chậm hơn rất là nhiều nước. Ví dụ như là mình thua Nhật tận vài trăm năm công nghiệp cơ. Đấy là một cái hậu quả. Và mình vẫn phải đối mặt bây giờ. Ê, reflect lại một xíu. So, nếu mà bây giờ mình what if thôi. Nếu mà bây giờ hãy tưởng tượng ra một cái scenario mà mọi người không store data và change data một cách cẩn thận thì nó sẽ như thế nào? Vậy thì tương lai của Isaac sẽ như thế nào? Tiếp, có phải mình là thực dân Pháp không? Có nghĩa là nếu bây giờ mọi người không, bây giờ mọi người out Isaac, mọi người làm việc Isaac, mọi người cống hiến cho Isaac, mọi người để lại những data nhưng mọi người không change nó cẩn thận, mọi người không store nó cẩn thận thì có phải chúng ta là thực dân Pháp không? No, không hề. Tại vì nhá, nếu mà mọi người ở đây mà mọi người không data, không store data cẩn thận và mọi người không change thật sự cẩn thận ý, thì mọi người không phải thực dân Pháp và mọi người còn độc ác hơn thực dân Pháp. Vì sao? Tại vì thực dân Pháp họ không áp dụng cái chính sách này với người Pháp mà họ áp dụng lên người Việt Nam á. Nếu mà mọi người ở Isaac và mọi người không change data, những cái legacy mọi người để lại được cho người của Isaac thì mọi người còn độc ác hơn thực dân Pháp. Mọi người đã cắt đứt data rồi. Đó. Rồi bây giờ reflect lại một xíu. Bây giờ mình sử dụng cái DIKW pyramid này để làm gì? Mọi người biết không? Xem chat. Mọi người ui. Mọi người nghĩ là mọi người có thể sử dụng cái DIKW pyramid này để làm gì?
Dạ. Ok, bây giờ mọi người reflect lại một xíu với là cái golden circle mà mình nói từ lúc đầu á. Thì hiện tại mọi người đang ở trong một về cái độ awareness của mọi người về data sau khi mà Vân đọc survey, thì mọi người đang ở what? Mọi người có thậm chí là rất ít người có thể tiến được đến mức how. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ mọi người có vàng nhưng mọi người không biết sử dụng vàng. Yeah, mọi người nên aware được về tầm quan trọng của data. Ai cũng biết là data quan trọng nhưng mà không ai biết sử dụng data như thế nào. Vậy thì mọi người hãy aware được cái việc là bây giờ cái bước đầu tiên mọi người cần làm ấy là mọi người cần phải store lại data đã. Store data cách carefully đã, raw data, và sau đó mọi người phân loại nó cho những cái purposeful của mọi người á, và sau đó mọi người chuyển hóa nó thành knowledge của mọi người cũng như là cái wisdom của mọi người luôn. Đó, thì đấy là cái sự khác nhau giữa data, information, knowledge và wisdom. Đó là các tầng á. Và mọi người hãy nghĩ khi mà mọi người tiến vào được cái why của cái golden circle thì nó sẽ là cái tầng wisdom của mọi người. Thì có một phát khi mà tao làm cái session này thì hôm nay tao đọc sách xong rồi tao review lại kiến thức. Thứ là cái DIKW model này nó không phải là chuyên ngành của tao đâu, mà tao đi học ở ngoài nữa. Và xong rồi tự dưng tao thấy ô cái này liên quan đến golden circle của mình. Xong tao search một bài, tao search cái này cộng với cả golden circle ở trên Google và nó ra rất là nhiều bài liên quan đến nhau ấy. Thì maybe là mọi người có thể đọc qua những cái data đó để mọi người có thể chuyển hóa thành knowledge của bản thân mọi người. Rồi. Vậy thì mọi người biết là cái model này nó có thể sử dụng được cho mọi người, cho individual cũng như là team và organization luôn. Thế nên mọi người hãy áp dụng nó theo cách riêng của mình. Rồi, vậy thì cái session này nó đang là data hay là nó đang là information, knowledge hay là wisdom của mọi người, theo mọi người? Một cái call to action cho mọi người luôn. Data. Yeah, hầu hết sẽ là data thôi. Rồi, câu trả lời là it depends on your objective of hearing this session. Lý do vì sao tao không biết objective ngay từ đầu ấy là tại vì tao muốn xem mọi người có đang, tao biết là bây giờ là session cuối ngày và mọi người đang rất là mệt ý, và tao không biết objective. Lý do là tao muốn mọi người kiểu mọi người đón nhận cái kiến thức của cả buổi ngày hôm nay thế nào á. Thì nếu mà mọi người vẫn nghĩ bây giờ nó đang là data thì có nghĩa là maybe là mọi người chưa tập trung hẳn hoi vào nó. Tại vì trong cái thời gian mà đi học ấy, mọi người biết cái quá trình mà mình đi học thì đúng là cái việc mình đi học nó sẽ là đây, nó sẽ là data. Nhưng mà nếu mọi người không sử dụng não vào cái data đó thì nó sẽ vẫn mãi là data thôi. Và nó sẽ không thể nào biến thành information và thậm chí là knowledge cho mọi người được. Thế nên là cái session này nó là data, nó là information hay là knowledge hay wisdom gì đấy, nó depend vào cái sự tập trung của mọi người từ đầu đến giờ. Ok, hết rồi. Thank you mọi người. Và mọi người nếu mà ai có câu hỏi nhiều về data alumni, data OGX, how to arrange data, how to store data thì có thể liên hệ tao. Và mọi người muốn sharing thêm về nhiều cái như kiểu như là những cái model thú vị và cách áp dụng model vào trong thực tế thì mọi người có thể hỏi tao. Ok, tại vì tao rất thích model. Okay, cảm ơn mọi người nha. Rồi, yeah. Cảm ơn Hải Vân và xin qua section này. Và yên tâm đi, vì Hải Vân là EST nên sau này phải rất là work closely về cái phần này với các bạn VP trong commission. Và mọi người cũng có thể approach để biết thêm knowledge nữa. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã stay đến giờ này. Even là cái agenda nó bị cháy tầm 15 phút. Chiều nay chị sẽ cố gắng làm sao đó để manage time better hơn, để nó không bị trễ như thế này nữa. Rồi, thì mọi người cảm ơn mọi người đã tham gia ha. Chiều nay thì mình sẽ ra đồ vào lúc 1:30. Nên là mọi người hãy check cái khoảng thời gian này để mọi người có thể nghỉ ngơi, ăn trưa và ngủ nghỉ gì đó. Và nhớ là đúng giờ nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.